Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 43. Thấy Diệp Bắc Minh không nói gì, Cổ Thông Thiên bổ sung thêm một câu, không phải cậu Diệp đây cũng là yêu tộc còn gì. Đồng tử Diệp Bắc Minh co rút, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cổ Thông Thiên, ông điều tra tôi à? Cổ Thông Thiên giật thót, thầm nghĩ, rốt cuộc thằng nhóc này là quái vật gì mà ngay cả lão phu cũng thấy nguy hiểm thế này. Chuyện cậu Diệp là yêu tộc còn cần điều tra sao? Cổ Thông Thiên lắc đầu, ngay từ giây phút cậu cho máu chảy xuống hồ nước để bọn ma thú còn uống. Vô số người đã đoán được thân phận của cậu rồi. Lão phu còn biết cậu chẳng những là yêu tộc, mà còn mang trên mình dòng máu ít nhất là cấp bậc yêu hoàng nữa cơ. Ông ta nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt đầy nặng nề, bởi vì chỉ có dòng máu của yêu hoàng mới có thể giúp ma thú bình thường tiến hóa mà thôi. Cổ Tuyền ngây ra như phỗng, há hốc mồm, dòng máu yêu hoàng. Tiếc rằng Cổ Thông Thiên chỉ đoán đúng một nửa mà thôi. Diệp Bắc Minh không phải yêu tộc. Dòng máu chảy trong người anh còn đáng sợ hơn cả yêu tộc, đó là ma tộc. Bỗng nhiên, vù vù, một vầng sáng đỏ như máu rực lên từ cơ thể Đạm Đài Yêu Yêu. Làn da cô ấy phủ kín những phù văn yêu dị lập lòe. Chín cái đuôi cáo cũng xuất hiện. Diệp Bắc Minh sửng sốt, chị Tiểu Yêu, chị sao thế? Khuôn mặt già cỗi của Cổ Thông Thiên đanh lại, quả nhiên là yêu tộc. Cổ Tuyền khiếp sợ đến mức không thốt nên lời. Trong ánh nhìn chứa đầy sự bàng hoàng của ba người. Đạm Đài Yêu Yêu vẫn còn tiếp tục biến hóa, một ngọn lửa trong suốt bao trùm lấy cơ thể cô ấy. Bóng người cô ấy càng ngày càng mơ hồ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất tiếng, không ổn rồi, cô ấy chịu nhiều tra tấn, tính mạng đã như ngàn cân treo sợi tóc rồi. Giờ lại thiêu đốt tinh huyết để truyền tin tức đi, căn nguyên bị tổn thương, e rằng không thể kiên trì nổi nữa. Con người Diệp Bắc Minh thoát cái đỏ ngầu, không, chị Tiểu Yêu. Vầng sáng đỏ rực ngút trời bộc phát sau lưng anh, ma khí màu đen quay cuồng. Nó đã áp chế ngọn lửa ngùn ngụt trên người Đạm Đài Yêu Yêu. Ma khí và ngọn lửa vừa tiếp xúc với nhau đã ầm ầm nổ tung. Cả Cổ Thông Thiên lẫn Cổ Tuyền đều bị đánh văng ra ngoài. Phụt, Cổ Tuyền phun một ngụm máu tươi. Nếu không có Cổ Thông Thiên bảo vệ thì e rằng thân thể cô ấy đã nát tan vì nguồn sức mạnh ấy. Cổ Thông Thiên bàng hoàng nhắc nhở, cậu Diệp cẩn thận, đây là yêu hỏa đấy. Một khi bùng cháy thì không có cách gì dập tắt được. Nếu cậu ngoan cố áp chế yêu hỏa thì chính cậu cũng sẽ bị thiêu sống thôi. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh vẫn kiên nghị trước sau như một. Anh không cần nói thêm gì cả. Ma khí hùng hậu bùng nổ, trấn áp yêu hỏa. Nhưng yêu hỏa chẳng những không dập tắt mà trái lại càng lúc càng bùng cháy mạnh mẽ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói thật nhanh, nhóc con, mau dùng tinh huyết của cậu để trấn áp yêu hỏa đi. Nhưng tôi nhắc nhở cậu một câu. Một khi cậu dùng tinh huyết để trấn áp yêu hỏa, cô ấy sẽ hóa thành nguyên hình. Hơn nữa quên hết mọi chuyện. Con người Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, lẽ nào không còn cách nào khác sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, trừ khi cậu vẫn còn máu rồng, hoặc dùng Long Châu trong tay cậu cũng được. Long Châu. Chính xác, sức mạnh sinh mệnh chứa đựng trong Long Châu còn mạnh mẽ hơn máu rồng nữa. Chỉ cần cậu sử dụng sức mạnh của Long Châu, Đạm Đài Yêu Yêu sẽ có thể lập tức khôi phục hình dạng con người. Diệp Bắc Minh lặng người một lúc lâu. Chị Tiểu Yêu, em đã hứa với sư phụ rồng đen rằng sẽ mang Long Châu về tộc rồng đen rồi. Thứ này không phải vật của em. Em hứa với chị, khi nào em đưa Long Châu về tộc rồng đen, em sẽ ngỏ lời mượn Long Châu của họ một lát để giúp chị khôi phục nguyên hình. Ngay sau đó, anh phun một ngụm tinh huyết ra, yêu hỏa tắt ngúm trong nháy mắt. Đạm Đài Yêu Yêu uể oải mở mắt, tiểu sư đệ. Là em à? Bố ơi, mẹ ơi. Tiểu sư đệ, chị nhớ bố mẹ chị quá. Đạm Đài Yêu Yêu thốt ra câu cuối cùng. Sau đó chìm vào hôn mê. Một vầng sáng lóe lên, chỉ còn một chú hồ ly trắng nằm tại đó. Cổ Thông Thiên vô cùng chấn động, máu của yêu hoàng uy lực đến mức có thể dập tắt yêu hỏa ư. Trên mặt Cổ Tuyền đầy vẻ khiếp sợ, ông nội, chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Cổ Thông Thiên vẫn chưa thể dứt ra khỏi nỗi kinh hoàng ấy, người này đã dập tắt yêu hỏa để cô ấy hóa về nguyên hình. Thế thì sao ạ? Cổ Tuyền tò mò hỏi. Cổ Thông Thiên lắc đầu, tuy giữ được mạng sống nhưng phải tu luyện lại từ đầu. Có lẽ sau này vẫn có cơ may hóa thành hình người.
Diệp Bắc Minh dùng ý niệm thu Đạm Đài Yêu Yêu vào tháp Càn Khôn trấn ngục. Tiểu Bạch, đây là sư tỷ của tao, mày hãy chăm sóc chị ấy thật tốt. Không được bắt nạt chị ấy đâu đấy. Tiểu Bạch trả lời, vâng, thưa chủ nhân. Sao cô ấy biến mất rồi? Cổ Thông Thiên và Cổ Tuyền nhìn nhau. Bọn họ không lắm miệng hỏi bất cứ câu nào. Diệp Bắc Minh xoay người tiến về phía kho báu của gia tộc Đạm Đài. Gia tộc thượng cổ bề thế này có nền tảng sâu không lường được. Có tháp Càn Khôn trấn ngục ở đây, anh dễ dàng tìm được vị trí cất giấu kho báu của gia tộc Đạm Đài. Mười mấy kho báu bị Diệp Bắc Minh vơ vét hết sạch. Anh đang định rời khỏi đây. Nhưng Cổ Thông Thiên và Cổ Tuyền lại đuổi theo. Diệp Bắc Minh ngoái đầu lại, sao hai người chưa đi? Cổ Thông Thiên khẽ mỉm cười, cậu Diệp, cậu hãy nhận thứ này. Dứt lời, ông ta ném một chiếc lệnh bài màu đen qua cho anh. Diệp Bắc Minh nhìn nó, có một dấu ấn ngôi sao đặc biệt trên lệnh bài. Không những thế còn chạm chỗ chín con chân long, sống động như thật. Gương mặt xinh đẹp của Cổ Tuyền lộ rõ sự hốt hoảng, ông nội, sao ông lại đưa tinh thần triệu tập lệnh cho anh ta? Tinh thần triệu tập lệnh là gì? Diệp Bắc Minh ngờ vực hỏi. Cổ Thông Thiên giải thích, khi nào cậu đi tinh hải ắt biết tác dụng của thứ này thôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không có hứng thú với cái đó. Dường như Cổ Thông Thiên đoán được anh đang nghĩ gì trong bụng, dành nói trước, cậu Diệp khoan vội từ chối. Thứ này sẽ giúp cậu có tư cách vào đại lục thượng cổ đấy. Người tu võ bình thường mà nghe thấy bốn chữ này nhất định sẽ kích động tột độ. Là người tu võ thì ai mà không hướng đến nơi giàu tiềm năng hơn chứ? Tuy nhiên, Diệp Bắc Minh lại tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ, xin lỗi, tôi vẫn không có hứng thú. Nếu tôi có việc cần đi đại lục thượng cổ thì tôi sẽ tự nghĩ cách. Sau đó, anh hờ hững vứt phăng tinh thần triệu tập lệnh đi. Anh, Cổ Tuyền vô cùng bực bội, Diệp Bắc Minh, anh khinh thường người khác quá rồi đấy. Anh có biết thứ này quý giá nhường nào không? Kể cả nhà họ Cổ tôi cũng chỉ có 3 chiếc mà thôi. Diệp Bắc Minh quay lưng. Bỏ đi, tôi có nói là tôi cần đâu. Cổ Thông Thiên cũng sốt ruột, hớt ha hớt hải đuổi theo, cậu Diệp, cậu đừng giận. Tuyền Nhi, cháu đừng nói nữa. Thứ này cho cậu không phải cho không, cứ xem như cậu Diệp đây nợ lão phu một ân tình là được. Cổ Tuyền ngây ra như phỗng. Chuyện gì thế này? Ngay cả người đứng đầu tinh cung ông nội còn không khép nép như thế mà. Một tên như Diệp Bắc Minh thì có tài cán gì chứ? Đúng lúc này. Tháp Càn Khôn trấn ngục cất tiếng, nhóc con, nhận đi. Diệp Bắc Minh suy tư một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nhận lấy, thôi được rồi. Thế rồi anh nhìn về phía Cổ Thông Thiên, thế thì tôi nhận vậy. Còn việc nợ ông một ân tình, tôi sẽ trả ông ngay bây giờ. Anh quay sang Cổ Tuyền, cô cháu gái này của ông nóng tính quá. Chắc hẳn khi chào đời cô ấy đã bị tổn thương bởi một nguồn sức mạnh thuộc tính hỏa cực kỳ tinh thuần đúng không? Cổ Thông Thiên giật mình, sao cậu Diệp biết? Cổ Tuyền cũng ngạc nhiên đến mức mắt chữ A, miệng chữ O, không thể nào. Cả nhà họ Cổ không có mấy người biết chuyện tôi bị sức mạnh thuộc tính hỏa gây thương tích cả. Làm sao anh biết được? Anh chém gió đúng không? Diệp Bắc Minh bảo, tình trạng của cô bây giờ đang rất gay gâu, nếu để đó mà không chữa trị. Tính sơ sơ thì thời gian còn lại của cô còn chưa đến 3 năm nữa. Anh! Cổ Tuyền sững sờ. Cổ Thông Thiên cũng trông ngỡ ngàng thấy rõ. Không thể tin được, anh nói đúng hết cả. Lần này Cổ Thông Thiên ra ngoài để đưa Cổ Tuyền đi tìm kiếm phương pháp chữa trị cho cô ấy. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào lại gặp được Diệp Bắc Minh. Anh thản nhiên nói, 5 đồng kim chấn tử, 10 đồng lá bách hội, 10 đồng cỏ quyển linh. Anh nói liên tù tì hơn 30 loại dược liệu cùng một lúc. Sau đó châm cứu tại huyệt bách hội, huyệt thiên trúc, huyệt hạ quan. Rồi ông truyền chân nguyên vào huyệt đại truy, thoát ra từ huyệt hội dương. Lặp lại 3 vòng như thế, sức mạnh thuộc tính hỏa trong cơ thể cháu gái ông sẽ biến mất sạch. Vừa nói xong câu cuối cùng, Diệp Bắc Minh biến mất ngay trước mặt hai người. Cổ Tuyền tỏ ra không tin, ông nội, anh ta nói linh tinh gì thế ạ? Cổ Thông Thiên lắc đầu, không đâu, kẻ này trông không giống loại người thích ăn nói hàm hồ. Cho dù cậu ta đoán mò thì sao có thể nói chính xác từng ly từng tí như vậy? Tuyền Nhi, có lẽ đã tìm ra cách cứu cháu rồi. Cổ Tuyền mở miệng, ông nội, ông. Ánh mắt Cổ Thông Thiên trở nên nghiêm túc, hiện tại ông nội đều có đem theo những dược liệu này,
thử là biết thôi. Dứt lời, ông ta làm theo lời Diệp Bắc Minh vừa nói. Tiếp đó, ông ta lấy ngân châm ra. Vào từ huyệt đại truy, ra từ huyệt hội dương. Phụt, cơ thể mềm mại của Cổ Tuyền run lên, cô ấy phun một ngụm máu tươi ra. Tuyền Nhi, cháu sao rồi? Cổ Thông Thiên hơi xanh mặt. Cổ Tuyền hoảng sợ, ông nội, cháu thấy người khỏe hơn hẳn. Cái gì cơ? Sự thảng thốt hiện ra trên khuôn mặt già nua của Cổ Thông Thiên. Ông ta ngóng nhìn về hướng Diệp Bắc Minh rời đi, Tuyền Nhi, lần này chúng ta không cần đi Côn Luân Hư để tìm kiếm y thuật được lưu truyền từ thời thượng cổ của Hoa tộc nữa rồi. Rốt cuộc tên Diệp Bắc Minh này, có thân thế gì? Diệp Bắc Minh vừa đến Thanh Huyền Tông. Tông chủ về rồi. Mọi người căng thẳng lo lắng. Sau khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh về, tất cả đều thở nhẹ nhõm. Minh Nhi, con đi đâu thế? Tông chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi. Lãnh Nguyệt, Sát Chủ, Thạch Thiếu Giang, Bách Lý Phong Hoa, Vương Kiếm Sinh cũng đều xuất hiện. Đám người Diệp Nam Thiên, Diệp Thanh Dương cũng chạy ra. Chủ yếu là vì đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, ném lại một câu khó hiểu rồi xông ra khỏi Thanh Huyền Tông. Mọi người đều lo lắng cho sự an nguy của anh. Diệp Bắc Minh nhìn mọi người, tôi không sao, để mọi người lo lắng rồi. Thạch Thiếu Giang cau mày, tông chủ, bên ngoài có vài tin đồn truyền về. Chúng tôi không dám tin, cho nên muốn tìm tông chủ chứng thực. Diệp Bắc Minh nói, mọi người muốn hỏi gì? Thạch Thiếu Giang hít khí lạnh, đôi mắt hơi đỏ, tông chủ, nửa ngày trước có tin truyền về. Nói, ực ực. Ông ta nuốt nước miếng, nhà họ Ngạo, nhà họ Lăng, nhà họ Dạ, nhà họ Giang có cảnh giới thần chủ hậu kỳ chết ở gia tộc Đạm Đài. Còn có thú triều vô cùng đáng sợ xông vào gia tộc Đạm Đài diệt vong. Tin tức nói, tất cả đều là do cậu làm. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên sắc mặt của Diệp Bắc Minh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Toàn bộ đều nín thở. Diệp Bắc Minh gật đầu, thông tin là thật đấy. Ầm ầm. Toàn bộ chấn kinh, tất cả mọi người không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Lãnh Nguyệt hít khí lạnh, Minh Nhi, gia tộc Đạm Đài là gia tộc thượng cổ đó. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, gia tộc thượng cổ thì đã làm sao? Gia tộc thượng cổ đại diện cho sự cường mạnh, nhưng không có nghĩa là vô địch. Đúng rồi, những thứ này tôi mang về từ gia tộc Đạm Đài. Mọi người phân chia đi, chỉ cần là đệ tử chưa từng bỏ đi khỏi tông môn khi Thanh Huyền Tông gặp khó khăn, thì bồi dưỡng tất cả cho tôi. Diệp Bắc Minh giơ tay. Vô số đan dược, võ kỹ, binh khí bay ra, chất thành núi. Đây. Suýt. Một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên. Mọi người đều ngẩn người trước những bảo bối trước mặt. Diệp Bắc Minh nói, ông ngoại, những thứ này cho người của nhà họ Diệp ưu tiên sử dụng. Diệp Nam Thiên ngẩn người, Minh Nhi, đây, mọi người chắc không phục đâu. Diệp Bắc Minh nhìn quanh một vòng, có ai không phục không? Không có. Tất cả mọi người đồng thanh trả lời. Không phải vì sợ cái uy của Diệp Bắc Minh, mà tin phục thật lòng. Diệp Bắc Minh gật đầu, bắt đầu từ bây giờ, Thanh Huyền Tông bắt đầu phát triển. Tôi muốn trong thời gian ngắn nhất, mọi người sẽ nâng cao thực lực của Thanh Huyền Tông. Diệp Bắc Minh đã quyết định, bồi dưỡng Thanh Huyền Tông thành căn cơ của mình. Lãnh Nguyệt nhìn Diệp Bắc Minh, hơi suy ngẫm. Chậm rãi đi đến, Minh Nhi, con đi theo gì? Vâng. Diệp Bắc Minh đi theo sau Lãnh Nguyệt, đến trong cấm địa. Phía trước, chính là đống đổ nát của tháp phù đồ. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, dì Nguyệt, dì dẫn con đến đây làm gì? Lãnh Nguyệt chỉ về phía trước, Minh Nhi, con biết bí mật lớn nhất của Thanh Huyền Tông không? Việc này, Diệp Bắc Minh lắc đầu, con không biết. Lãnh Nguyệt tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, bí mật lớn nhất của Thanh Huyền Tông chính là tháp phù đồ này. Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ, chẳng phải tháp phù đồ sập rồi sao? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, dì Nguyệt, vậy nghĩa là sao? Lãnh Nguyệt giải thích, không có mấy người biết chuyện này, chỉ có tộc trưởng của gia tộc sáng lập mới biết. Trước đó nhà họ Ô, nhà họ Vương, nhà họ Hình, nhà họ Ân đều bị con tiêu diệt. Cho nên, đã không còn bao nhiêu người biết chuyện này nữa. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, tại sao bây giờ dì Nguyệt nói cho con? Lãnh Nguyệt nghiêm mắt, Minh Nhi, bây giờ dì đã là gia chủ của nhà họ Lãnh. Diệp Bắc Minh gật đầu. Nếu không phải Lãnh Nguyệt là gia chủ của nhà họ Lãnh, cũng không thể nào biết chuyện tháp phù đồ.
Lãnh Nguyệt tỏ vẻ mặt nghiêm túc, Minh Nhi, mỗi một câu mà dì nói sau đây, con phải nghiêm túc lắng nghe. Chuyện này có liên quan đến tháp phù đồ, và còn liên quan đến cả đại lục chân võ và đại lục thượng cổ. Diệp Bắc Minh thấy Lãnh Nguyệt nghiêm túc như vậy, sắc mặt nghiêm lại, dì Nguyệt, dì nói đi. Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, tháp phù đồ không phải tên là tháp phù đồ, tên thật của nó. Phải là tháp chân giới. Tháp chân giới. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tháp chân giới và tháp chấn ngục có liên quan gì không? Tháp càn khôn chấn ngục dường như có linh ứng với anh, cậu nhóc, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Hai chúng tôi đúng là gần như nhau, nhưng cũng có điểm khác nhau. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, có nghĩa là sao? Không đợi tháp càn khôn chấn ngục giải thích. Giọng của Lãnh Nguyệt vang lên. Đúng thế. Lãnh Nguyệt gật đầu, tháp này vốn chấn áp cả đại lục chân võ, duy trì ổn định của đại lục chân võ. Chỉ tiếc là sau này xảy ra một chuyện khiến đại lục chân võ sập đổ. Tháp chân giới cũng sập đổ vì vậy, gần như bị phế. Tổ tiên của Thanh Huyền Tông đưa tháp chân giới về, đổi tên thành tháp phù đồ giấu trong Thanh Huyền Tông. Diệp Bắc Minh hiếu kỳ, đại lục chân võ sập đổ. Thế là thế nào, chẳng phải đại lục chân võ vẫn đang tốt đẹp đó sao? Lãnh Nguyệt lắc đầu, việc này gì cũng không biết. Có lẽ chỉ có con tiến vào tháp chân giới, mới biết được bí mật trong đó. Nhưng gì có thể nói với con một bí mật, ở thời đại thượng cổ. Đại lục chân võ và đại lục thượng cổ là một. Diệp Bắc Minh ngẩn người, cái gì? Lãnh Nguyệt nhìn Diệp Bắc Minh, khi lần đầu tiên dì biết thông tin này, còn chấn kinh hơn cả con. Hình như đã xảy ra vài chuyện khiến một phần của đại lục chân võ bị chia cắt. Hóa thành đại lục chân võ và đại lục thượng cổ như ngày nay. Tất cả đáp án mà con cần, sau khi tiến vào tháp chấn giới có lẽ có thể dễ dàng được biết. Diệp Bắc Minh suy ngẫm, tiến vào tháp chấn giới bằng cách nào? Lãnh Nguyệt đưa tay lấy ra một lệnh bài màu xanh. Đưa cho Diệp Bắc Minh. Chất liệu của vật này vô cùng đặc biệt, hiện ra màu xanh đen. Là lệnh bài của tông chủ Thanh Huyền. Cầm vật này, mở trận pháp, thì có thể tiến vào tháp chấn giới. Lãnh Nguyệt nhìn Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, bây giờ cuối cùng dì đã hiểu. Tại sao mẹ con cứ muốn con tiến vào tháp phù đồ rồi? Bà ấy không phải muốn con tiến vào tháp phù đồ, mà là tháp chấn giới này. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dao động, rốt cuộc trong tháp chấn giới có gì? Đại lục thượng cổ và đại lục chân võ là một. Lãnh Nguyệt dẫn Diệp Bắc Minh đến trong đống đổ nát tháp phù đồ. Chém ra một kiếm, khói bụi cuốn lên ngập trời. Đợi khi khói bụi tiêu tan, đống đổ nát tháp phù đồ được bà ấy dọn ra một lối đi. Đến khu vực trung tâm. Lãnh Nguyệt tìm được một miếng gạch, tiện tay ấn xuống. Ầm ầm ầm. Sau một hồi tiếng vang, viên gạch dịch chuyển, lộ ra một lỗ khóa. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc. Cầm lệnh bài tông chủ Thanh Huyền cắm vào. Một luồng hào quang xanh bao bọc nó, sau đó biến mất. Cùng lúc đó, ở đại điện nhà họ Giang, những người có cương vị cao của ba gia tộc nhà họ Lăng, nhà họ Ngạo, nhà họ Dạ đều tập trung ở đây. Bầu không khí ở hiện trường vô cùng nặng nề. Yên tĩnh đến đáng sợ. Bỗng nhiên, một ông lão cất giọng kiêng sợ phá vỡ sự yên tĩnh, sao mọi người lại trầm mặc hết thế? Đã lúc này rồi, phải nói ra suy nghĩ trong lòng mình chứ. Thực lực của Diệp Bắc Minh mạnh đến mức khiến tất cả mọi người không ngờ được. Nếu các ông không muốn đi theo vết xe đổ của gia tộc Đạm Đài, thì bây giờ phải đưa ra quyết định. Giang Thái Hư, bố của Giang Kiếm Trần. Ông ta còn sống, khiến tất cả mọi người đều không ngờ. Kể cả người của nhà họ Giang cũng không ngờ. Có người quát nói, chúng ta không thể ngồi đợi chết. Một người phụ nữ đỏ mắt, cứ tiếp tục như vậy, Diệp Bắc Minh không giết đến, bản thân chúng ta cũng bị mình dọa sợ chết. Liều mạng với Diệp Bắc Minh. Cá chết lưới rách. Gia chủ của nhà họ Ngạo, Ngạo Thiên chỉ cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Gia chủ của nhà họ Lăng, Lăng Nho Phong cười lạnh lùng, ha ha, sao lại cá chết lưới rách chứ? Kẻ này còn diệt cả gia tộc Đạm Đài, hắn không những thu phục Long Hồn, mà còn triệu hồi ra 10.000 ma thú cấp thú vương. Ngạo huynh, ông là đối thủ của 10.000 ma thú cấp thú vương hả? Ông, Ngạo Thiên chỉ không thốt ra được một lời. Tĩnh lặng như cái chết. Một ông lão nhà họ Ngạo hỏi thăm dò một câu, gia chủ, hay là chúng ta cầu hòa? Một tàn ảnh lóe lên. Ngạo Thiên chỉ xuất hiện trước mặt ông lão,
đập mạnh một chưởng. Phụt, cái đầu của ông lão lập tức nổ tung, xương máu nổi lên. Ngạo Thiên Chí tức đến gầm thét, nhà họ Ngạo còn là gia tộc thượng cổ không? Bao nhiêu năm như vậy rồi, xương của các người mềm hết rồi hả? Một đám phế vật, nếu các người dám nói hai chữ cầu hòa, tôi chém đầu của các người tặng cho Diệp Bắc Minh. Suýt, mọi người hít hí lạnh. Thật ác, trưởng lão của gia tộc mình, nói giết là giết. Ha ha, một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Giọng lạnh như băng của Giang Thái Hư truyền vào trong tai mỗi một người, giết người của mình cũng không giải quyết được vấn đề. Ngạo Thiên Chỉ đỏ con mắt, tiền bối Giang nói chúng tôi phải làm thế nào. Giang Thái Hư cau mày. Khuôn mặt già nua đầy ý lạnh vô tận. Lên tiếng nói từng câu từng chữ, thứ nhất, chúng ta tập trung tất cả lực lượng hàng đầu của nhà họ Giang, nhà họ Dạ, nhà họ Ngạo, nhà họ Lăng. Xông đến Thanh Huyền Tông, nếu có thể giết Diệp Bắc Minh là tốt nhất. Cho dù không thể giết chết hắn, cũng phải khiến Thanh Huyền Tông tổn thương nghiêm trọng. Thứ hai, ánh mắt của Giang Thái Hư hơi phức tạp, mọi người đều từng nghiên cứu Diệp Bắc Minh, kẻ này lòng dạ hiểm độc xưa nay hiếm thấy. Nếu chúng ta thất bại, Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ không tha cho mấy gia tộc chúng ta. Để tránh họa diệt tộc, những người cương vị cao nòng cốt thực lực không đủ phải lập tức rời đi. Nếu thắng, các người quay về cũng không muộn. Đây là cách tốt nhất hiện nay rồi. Vừa dứt lời, cả hội trường sao động, mọi người đều hoang mang. Tiền bối Giang, chúng tôi có thể đi đâu? Tích lũy và căn cơ nhiều năm của gia tộc chúng ta, chẳng lẽ phải bỏ đi sao? Bỏ đi, sau này tài nguyên tu luyện của chúng ta từ đâu ra? Có thể không đi không? Những người cương vị cao của gia tộc vô cùng lưu luyến. Cơ nghiệp hàng trăm ngàn năm đấy. Nói mất là mất. Sau này phụ nữ, quyền lực, tài nguyên tu võ, địa vị đều mất hết. Làm sao họ nỡ từ bỏ? Ha ha! Giang Thái Hư lướt nhìn với ánh mắt băng lạnh, cười lạnh lùng không thôi, không ai bắt các ông rời đi, nếu Diệp Bắc Minh giết đến. Các ông có thể cùng sống chết với gia tộc của mình, tôi còn đánh giá cao các ông. Sắc mặt mấy người cương vị cao này vàng ệch. Á khẩu không nói lên lời. Sống chết cùng gia tộc. Đùa cái gì vậy? Trầm mặc, tĩnh lặng như cái chết. Không có ai dám lên tiếng. Cuối cùng, Dạ Phá Dương, gia chủ của nhà họ Dạ từ nãy chưa lên tiếng nói, nhà họ Dạ, tán thành. Ngạo Thiên Chỉ gật đầu, làm theo như lời tiền bối Giang nói. Đôi mắt của Lăng Nho Phong tràn đầy tia máu, lần này, hoặc là Thanh Huyền Tông bị diệt. Diệp Bắc Minh chết không có chỗ chôn thân. Hoặc nhà họ Lăng chặn đứng tương lai. Nơi này là bên trong tháp chấn giới. Diệp Bắc Minh nghiêm mắt, ở trong một thông đạo. Giọng của tháp Càn Khôn chấn ngục vang lên, đúng vậy. Diệp Bắc Minh nói, vừa nãy ông vẫn chưa giải thích rõ, tháp chấn giới và ông có điểm gì khác nhau. Tháp Càn Khôn chấn ngục thản nhiên nói, tháp chấn giới chỉ có thể chấn giữ một đại lục, còn bản tháp có thể chấn áp cả một vũ trụ. Diệp Bắc Minh không tin, lại bốc phét. Tháp Càn Khôn chấn ngục tức giận nói, cậu nhóc. Bản tháp từng lợi hại thế nào, cậu vốn không biết. Đương nhiên tôi không biết, dù sao ông cũng là một câu đố, chẳng bao giờ tiết lộ gì hết. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tháp Càn Khôn chấn ngục trầm mặc. Diệp Bắc Minh thấy không moi được thông tin gì, bèn đi về phía trước. Đi khoảng mấy trăm mét rồi tiến vào một đại điện cổ xưa. Xoẹt! Đột nhiên, một ánh hào quang đen ập đến. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Cùng với một giọng nói vô cùng uy nghiêm, kẻ tự ý xông vào nơi này, chết. Diệp Bắc Minh còn chưa ra tay. Tháp Càn Khôn chấn ngục quát một tiếng, cái thứ gì thế hả, ngay cả chủ nhân của bản tháp mà mày cũng dám động vào. Cút! Một cảnh khiến người ta chấn kinh xảy ra. Chỉ thấy vị trí ngực của Diệp Bắc Minh, một hình ảnh màu đen sáng lên. Liền sau đó, phát ra ánh sáng xanh, đập vào ánh sáng đen. Phập! Trời rung đất chuyển. Cả không gian chấn rung. Tháp Càn Khôn chấn ngục phóng ra kết giới bảo vệ Diệp Bắc Minh, tránh để anh chịu ảnh hưởng. Giọng nói đó kinh ngạc vang lên, ông cũng là tháp linh. Sai. Tháp Càn Khôn chấn ngục quát một tiếng, tao đây là tháp hồn. Một tháp linh nhỏ bé như mày lại dám đánh chủ nhân của tao. Muốn chết hả? Bù. Trên người Diệp Bắc Minh phát ra hào quang càng mạnh hơn. Trên không trung bóng người của anh. Hư ảnh của tháp Càn Khôn chấn ngục hiện lên,
bao trùm anh trong đó. Tháp linh của tháp trấn giới kinh sợ, ông, thượng cổ. Tháp càn khôn trấn ngục quát một tiếng, câm miệng. Tháp linh của tháp trấn giới vội vàng im miệng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ông cho người ta nói thì sẽ chết hả? Sẽ chết đấy. Tháp càn khôn trấn ngục trả lời vô cùng chắc chắn. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Tháp càn khôn trấn ngục cất giọng nghiêm khắc, bây giờ chủ nhân của tao muốn biết lai lịch của mày. Tháp trấn giới cười khổ một tiếng, hai người thực sự muốn biết sao? Phí lời. Tháp càn khôn trấn ngục hừ lạnh lùng. Tháp trấn giới thở dài, được thôi, tôi vốn là tháp bảo vệ của đại lục chân võ. Thời đại thượng cổ, đại lục chân võ có người đắc tội với một thế lực cường mạnh của thế giới cao võ. Thế giới cao võ có người ra tay đánh đại lục chân võ. Từ ngày đó trở đi, con đường từ đại lục chân võ thông đến thế giới cao võ bị phong tỏa. Còn đại lục chân võ chia thành hai phần, một phần còn gọi là đại lục chân võ. Một phần còn lại, lơ lửng trên không trung đại lục chân võ, bây giờ gọi là đại lục thượng cổ. Nếu không phải chủ của Thanh Huyền Tông ra tay cứu tôi, thì ngay cả một chút tháp linh của tôi cũng tiêu tan rồi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, cả đại lục chân võ đều bị phế rồi ư, không ai quản chuyện này sao? Tháp trấn giới cười khổ, giới võ đạo cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì sống. Thế giới cấp càng cao thì càng tàn khốc. Một là đại lục chân võ không có bối cảnh gì, hai là chưa từng có võ giả cường mạnh. Cho dù hoàn toàn bị hủy diệt, thì ai sẽ lên tiếng thay cho chúng tôi? Cậu thanh niên, hãy nhớ kỹ, chỉ cần cậu không đủ thực lực, thì cậu chỉ là con kiến trước mặt người khác. Cậu đi trên đường, giẫm chết một con kiến, liệu sẽ lo lắng có người chống lưng cho con kiến không? Diệp Bắc Minh cau mày. Tháp trấn giới nói rất đúng. Giẫm chết một con kiến, không ai đi chống lưng cho một con kiến. Cho dù diệt cả tổ kiến, cũng không ai quan tâm. Ấy! Đột nhiên, giọng của tháp trấn giới nghiêm lại, cậu nhóc, hình như tôi từng gặp cậu. Không đúng, đó không phải là cậu, đó là một người phụ nữ. Diệp Bắc Minh hơi kích động, người phụ nữ mà ông nói có phải tên là Diệp Thanh Lam không? Hình như là cái tên này. Tháp trấn giới trả lời. Diệp Bắc Minh bỗng gật đầu, bà ấy là mẹ của tôi, bà ấy từng đến đây ư. Tháp trấn giới hiểu ra, chẳng trách, bà ấy lại là mẹ của cậu. Cậu chính là Diệp Bắc Minh mà bà ấy nói. Diệp Bắc Minh gật đầu, là tôi. Tháp trấn giới cất giọng kích động, cuối cùng cũng đợi được cậu rồi. Bù! Một ánh sáng đến lóe lên vụt đến, ngưng tụ thành bóng người đàn ông trung niên trên bục cao rộng lớn. Không có mắt mũi, cũng không có sắc thái. Chỉ là một cái bóng đen xì. Tháp trấn giới nghiêm giọng, Diệp Bắc Minh, chúng ta giao dịch được không? Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, muốn làm giao dịch gì? Bóng người tháp trấn giới ngưng tụ lắc đầu, cậu chỉ cần trả lời tôi, cậu đồng ý hay không? Ông nói trước đi. Diệp Bắc Minh cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Tháp trấn giới trực tiếp lên tiếng, tập trung 10 thiên nữ, khôi phục đại lục chân võ đã tổn hại. Để trả ơn, tôi sẽ truyền hết toàn bộ khí vận vạn năm của đại lục chân võ cho cậu. Diệp Bắc Minh cau mày, vậy thì có lợi ích gì? Tháp trấn giới trả lời, có thể khiến cậu trở thành vực chủ. Cái gì, vực chủ, đó chẳng phải là cảnh giới của các sư phụ sao? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Trong đại điện của Thanh Huyền Tông, mọi người còn đang bàn bạc, phân chia bảo vật mà Diệp Bắc Minh để lại như thế nào? Ầm ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, giống như động đất. Sau đó, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm kinh sợ. Một đệ tử nhếch nhác xông vào đại điện, các vị trưởng lão, không hay rồi. Có người xông vào tông môn. Vẻ mặt mọi người biến sắc, cái gì? Lãnh Nguyệt quát một tiếng, ai mà to gan như vậy, lúc này còn dám khiêu khích sự uy nghiêm của Thanh Huyền Tông. Thạch Hiếu Giang trầm giọng, đi xem. Mấy người ra khỏi đại diện, đến cổng núi Thanh Huyền Tông với tốc độ nhanh nhất. Chỉ thấy, trước mặt là một loạt thi thể nằm dưới đất. Hàng chục ông lão già nua vô cùng điên cuồng, đại khai sát giới trong Thanh Huyền Tông. Đệ tử bình thường vốn không ngăn nổi, từng làn xương máu nổ ra liên tiếp. Bách Lý Phong Hoa hít khí lạnh, suýt, trên cảnh giới thần vương, vậy mà đều trên cảnh giới thần vương. Vương Kiếm Sinh tê dại ra đầu, còn có mấy cảnh giới thần chủ khủng bố. Trưởng lão cứu mạng.
Mọi người Thanh Huyền Tông như muốn nứt cả mắt, kinh sợ hét lớn. Mọi người mau rút đi, chạy đi, tất cả chạy đi cho tôi, Lãnh Nguyệt đỏ con mắt, xé gan xé phổi hét lớn. Chạy! Một ông lão rụng răng cười dữ tợn, các người có chạy được không? Chỉ cần là người có liên quan đến Diệp Bắc Minh, toàn bộ phải chết. Giết, 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 không sót một ai. Giết, chạy, tôi xem đám cặn bã các người có thể chạy đi đâu. Một ông lão gầy gò cười dữ tợn. Toàn thân là máu giết vào đám đông, tiếng kêu thảm dồn dập liên tiếp. Thạch Thiếu Giang nhìn đệ tử Thanh Huyền Tông bị tàn sát, tức đến nhảy lên như sấm, vãi. Tôi liều mạng với ông. Trực tiếp xông lên. Ông lão gầy gò nhếch miệng cười, một cảnh giới thánh chủ cũng dám khiêu thích cảnh giới thần vương. Một chân đạp lồng ngực của Thạch Thiếu Giang, máu tươi phun ra. Thạch Thiếu Giang thảm hại bay đi, lăn lộn dưới đất. Thạch trưởng lão. Lãnh Nguyệt mau chóng tiến lên. Sắc mặt Thạch Thiếu Giang tái nhợt lắc đầu, không được, những kẻ này quá mạnh. Lãnh trưởng lão, mau mời tông chủ xuất núi. Lãnh Nguyệt lắc đầu, tông chủ đã đến cấm địa, nhất thời sợ là không thể đi ra. Sát chủ xông đến, đi thôi, cho tất cả mọi người đến cấm địa. Chỉ có cách này thôi. Thanh Huyền Tông tồn vong nguy cấp, không quan tâm được quá nhiều. Lãnh Nguyệt hạ lệnh, tất cả đệ tử, đến cấm địa tránh nạn. Nói xong, bước một bước đến bên cạnh người nhà họ Diệp, ông cụ, tôi đưa mọi người đi trước. Diệp Nam Thiên tỏ vẻ mặt nghiêm trọng. Minh Nhi là tông chủ của Thanh Huyền Tông, tất cả người nhà họ Diệp xung phong đi đầu. Diệp Bắc Minh giao nhà họ Diệp cho tôi phải bảo đảm sự an toàn của mọi người. Ông cụ, đắc tội rồi. Lãnh Nguyệt tóm lấy Diệp Nam Thiên, đi về phía cấm địa. Mọi người nhà họ Diệp đi theo sau. Sau khi vào cấm địa, Lãnh Nguyệt lập tức mở một trận pháp phòng ngự. Một luồng khí tức phút lên trời, hình thành một kết giới trong suốt bao trùm cả cấm địa. Lãnh Nguyệt thở nhẹ nhõm, tạm thời mọi người an toàn rồi. Thống kê xem có bao nhiêu đệ tử. Chẳng mấy chốc, một trưởng lão thống kê xong, thưa lãnh trưởng lão, tổng cộng 30.000 đệ tử vào cấm địa. Sau khi các đệ tử khác được biết nguy hiểm, hoặc là lập tức tiến vào cấm địa trốn. Hoặc là trực tiếp trốn đi, thương vong không nghiêm trọng lắm. Lãnh Nguyệt thở nhẹ nhõm. Trận pháp có thể ngăn chặn nhất thời, không thể ngăn cả đời. Bà ấy quay đầu nhìn về hướng tháp phủ đồ, Minh Nhi, hy vọng con mau ra. Bên ngoài cấm địa, mấy chục ông lão giết đến nơi này, được trận pháp phòng ngự ngăn lại. Một ông lão nhìn sang kết giới với ánh mắt lạnh như băng, làm thế nào? Ngoại trừ những người này, các đệ tử khác đều trốn rồi. Ông lão khô gầy lạnh lùng hừ, giết những đệ tử bình thường này, Diệp Bắc Minh cũng không đau lòng. Thành viên nòng cốt thực sự đều vào cấm địa rồi. Không tiếc mọi giá tấn công trận pháp phòng ngự cho tôi. Chỉ có giết những người này mới có thể khiến Diệp Bắc Minh cảm thấy đau khổ. Vậy còn đợi gì nữa? Ra tay! Mấy chục ông lão cảnh giới thần vương, cảnh giới thần chủ cùng ra tay. Năng lượng khủng bố chút xuống, cả cấm địa cũng chấn rung. Phập, phập, phập! Sau hàng trăm lần tấn công, kết giới của trận pháp phòng ngự nứt ra một đường. Rắc một tiếng vỡ vụn. Ông lão khô gầy lạnh lùng hạ lệnh, giết. Hàng chục ông lão cùng bước ra một bước đi về phía đám người. Khí tức áp bức cường mạnh khiến mọi người không thở nổi. Xong rồi. Hôm nay Thanh Huyền Tông sẽ bị hủy diệt sao? Tông chủ, cậu đang ở đâu? Một số đệ tử tuyệt vọng. Lãnh Nguyệt nhìn về hướng tháp phủ đồ, Minh Nhi. Đột nhiên, một bóng hình thon nhỏ đến phía trước nhất đám người Thanh Huyền Tông. Ngẩng khuôn mặt kiêu kỳ nói, đây chính là gia tộc thượng cổ sao? Gia tộc thượng cổ truyền thừa mấy chục vạn năm, tàn sát đệ tử bình thường của Thanh Huyền Tông. Các người không sợ chuyện này truyền ra ngoài, khiến võ giả của cả đại lục chân võ cười nhạo sao? Nếu các người muốn diệt Thanh Huyền Tông, thì bước qua người Tiêu Nhã Phi tôi đã. Tôi không sợ chết. Tất cả mọi người sững sờ. Ngay cả mấy chục ông lão cũng dừng lại. Kinh ngạc nhìn Tiêu Nhã Phi. Cô gái này mới là cảnh giới võ đế, lại dám đứng ra. Lãnh Nguyệt ngẩn người, Nhã Phi. Sát chủ nhìn cô ta một cái sâu sắc, cô bé này, rất có dũng khí. Tô Thanh Ca ngẩn người tại chỗ, chẳng trách cô ta được anh Diệp coi trọng, nếu mình có một nửa dũng khí của cô ta thì tốt rồi. Vẻ mặt Tiêu Dung Phi biến sắc, tức giận gào lên, Nhã Phi, em im miệng đi.
Cô ta sợ muốn chết. Nếu chọc giận đám người của gia tộc thượng cổ, một cô gái yếu đuối như Nhã Phi vốn không ngăn nổi cơn lửa giận của họ. Tiêu Nhã Phi mặc kệ lời của chị gái. Ông lão khô gầy lạnh giọng nói, nếu không phải Diệp Bắc Minh giết người của gia tộc thượng cổ trước, thì làm sao chúng tôi giết đến Thanh Huyền Tông chứ? Cô tên là Tiêu Nhã Phi phải không? Tôi nhớ kỹ cô rồi. Nhưng, tôi cần phải nói với cô, là Diệp Bắc Minh giết người của gia tộc thượng cổ trước, chúng tôi chỉ báo thù. Báo thù, ha ha ha. Tiêu Nhã Phi bật cười. Tôi khinh. Báo thù, thế mà các ông cũng nói ra được. Các ông có dám dùng trái tim võ đạo để thề, là anh Diệp chọc các người trước không? Mấy ông lão á khẩu không nói ra lời. Tất cả im lặng. Một lát sau, Tiêu Nhã Phi quát một tiếng, trả lời tôi đi. Mọi người Thanh Huyền Tông hoàn toàn sửng sốt. Không ai ngờ được, Tiêu Nhã Phi bình thường dịu dàng yếu đuối lại mạnh mẽ như vậy. Ông lão khô gầy đó thẹn quá hóa giận, cô bé, cứng miệng lắm, tôi tiễn cô lên đường. Tiêu Nhã Phi coi thường cái chết, ha ha, tôi biết ngay mà. Gia tộc thượng cổ cái gì chứ, thích ức hiếp kẻ yếu. Không cái được thì dùng võ lực giết tất cả. Trước nay anh Diệp của tôi chưa từng ức hiếp kẻ yếu, cho dù anh ấy đối địch với gia tộc thượng cổ, cũng là khiêu chiến vượt cấp. Không giống như lão chó các người, sống mấy ngàn năm, chỉ biết xông vào Thanh Huyền Tông giết các đệ tử bình thường còn chưa đến cấp thánh. Cô, mấy chục ông lão loạng choạng, tức đến suýt từ trên không trung rơi xuống. Ở trong tối, Ngạo Thiên chỉ sầm mặt, tại sao Diệp Bắc Minh đó còn không xuất hiện? Lại để một cô gái mồm miệng lanh lợi ra mặt. Hừ, Lăng Nho Phong lạnh giọng nói, chúng ta có ra tay không? Dạ Phá Dương lắc đầu, đừng vội, giết đám kiến này, không cần chúng ta ra tay. Chúng ta chỉ cần làm một chuyện, đó là chờ Diệp Bắc Minh xuất hiện, lập tức giết kẻ này trong tích tắc. Giang Thái Hư trực tiếp truyền âm cho lão già khô gầy, cô ta đang tranh thủ thời gian cho Diệp Bắc Minh. Nếu cô ta có dũng khí như vậy, hãy cho cô ta một cơ hội đi. Lão già khô gầy trả lời một tiếng, vâng. Ngay sau đó, ánh mắt ông ta vô cùng lạnh lùng, Tiêu Nhã Phi, cô đang muốn tranh thủ thời gian cho Diệp Bắc Minh đúng không? Lão Phu sẽ cho cô một cơ hội. Ông ta thuận tay lấy ra một con dao găm, ném xuống dưới chân Tiêu Nhã Phi keng một tiếng. Đây là con dao găm được tạo ra từ một loại đá đặc biệt, chỉ cần cứa rách da thịt là máu sẽ không ngừng chảy ra. Chỉ cần cô cắt cổ tay của mình. Trước khi máu của cô chưa chảy hết tôi sẽ không giết bất cứ một người nào của Thanh Huyền Tông. Xung quanh hoàn toàn ồ lên. Cái gì? Lãnh Nguyệt hét lớn, Nhã Phi, không thể. Tiêu Dung Phi cũng hô to, Nhã Phi em đừng đồng ý. Tiêu Nhã Phi giống như không nghe thấy, nhặt con dao găm lên. Sau đó lưu loát cứa qua cổ tay của mình. Máu tươi tuôn ra. Này! Tất cả mọi người xung quanh hoàn toàn ngây người. Lão già khô gầy nhìn Tiêu Nhã Phi một cái thật sâu, được. Mọi người dừng tay, ngồi xuống chờ cho tôi. Nhớ kỹ, bất cứ kẻ nào cũng không được giúp cô cầm máu. Nếu không sẽ tính là thua, chỉ cần cô thua, chúng tôi sẽ lập tức ra tay. Tiêu Nhã Phi cắn môi, được. 10 phút trôi qua, váy của Tiêu Nhã Phi đã dính đầy máu tươi. Khuôn mặt cô ta càng thêm trắng bệch. Đôi mắt đẹp của Tiêu Dung Phi tràn ngập tơ máu, Nhã Phi, em đang làm gì vậy? Tiêu Nhã Phi nở nụ cười, chỉ cần có thể giúp anh Diệp, cho dù có phải trả giá bằng mạng sống của em cũng không tiếc. Tiêu Dung Phi không thể hiểu được, cô ta giận dữ rít gào, Nhã Phi, đáng giá sao? Vì Diệp Bắc Minh có đáng để em làm thế không? Tiêu Nhã Phi lắc đầu, chị không hiểu được đâu. Thích một người không có đáng giá hay không, chỉ có đồng ý hay không? Khi cô ta vừa dứt lời, rất nhiều nữ đệ tử của Thanh Huyền Tông đều run lên, nước mắt tuôn ra. Tô Thanh Ca ngơ ngác đứng tại chỗ, không có đáng giá hay không? Chỉ có đồng ý hay không? Sở dĩ mình không thể gần gũi với anh Diệp là bởi vì mình vẫn luôn tính toán đến lợi hại. Hóa ra, mình vẫn đang lo lắng có đáng giá hay không sao? Tiêu Nhã Phi lẩm bẩm trong miệng, anh Diệp, xin lỗi anh. Nhã Phi thích anh. Nhưng bên cạnh anh có nhiều người quá. Nhiều đến mức không thể liếc nhìn tôi một cái, tôi đuổi theo từ Côn Luân Hư tới Thanh Huyền Tông, nhưng vẫn không thể chạm đến anh. Nhã Phi mệt mỏi rồi, thật sự là quá mệt mỏi. Vừa nói xong, mí mắt cô ta càng ngày càng nặng. Thân thể cũng càng ngày càng suy yếu.
Cô ta chỉ cảm thấy bên tai truyền đến tiếng la hét của mọi người. Trong phút chốc, đại não Tiêu Nhã Phi trống rỗng. Thân mình mềm nhũn rồi ngã xuống. Một bóng người xuất hiện, ôm lấy Tiêu Nhã Phi, cô đúng là đồ ngốc. Ánh mắt mọi người ngưng tụ lại, đúng là Hạ Nhược Tuyết. Lão già khô gầy nghiền ngẫm nhìn Hạ Nhược Tuyết, cô muốn phạm quy sao? Khuôn mặt Hạ Nhược Tuyết lạnh như băng, ai nói tôi muốn phạm quy? Vừa rồi ông nói bất cứ kẻ nào cũng không được giúp cô ta cầm máu. Tôi đưa máu của tôi cho cô ta sẽ không tính phạm quy đi. Nói xong, Hạ Nhược Tuyết nhặt con dao găm dưới đất lên. Sau đó cứ đứt cổ tay mình, để tiếp xúc với cổ tay của Tiêu Nhã Phi. Chân nguyên nối liền mạch máu của hai người lại. Máu tươi rót vào trong cơ thể của Tiêu Nhã Phi. Thú vị, thật sự quá thú vị. Lão già khô gầy cười to, nhưng mà lão phu vẫn tính là cô phạm quy. Cho nên, các cô hãy cùng chết đi. Vừa dứt lời, lão già khô gầy vươn một bàn tay ra, hung ác nghiền áp về phía hai người. Nhược Tuyết, Nhã Phi, Lãnh Nguyệt, Sát Chủ, Tiêu Dung Phi đều sợ hãi kêu lên một tiếng. Ba người không chút do dự ra tay. Muốn chết, lão già khô gầy hừ lạnh một tiếng, tung ra một trường. Ba người bay ra giống như lá rụng trong gió thu, phun ra một ngụm máu. Đi chết đi. Trưởng thứ hai rơi xuống. Lãnh Nguyệt, Sát Chủ, Tiêu Dung Phi hoàn toàn gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, một giọng nói giòn giã vang lên, lão già này, hành động của ông không phúc hậu chút nào. Một lực lượng cường đại đánh úp lại, ngăn cản trưởng thứ hai của lão. Hơn nữa còn đánh lui. Ai? Lão già khô gầy chấn động. Mọi người chuyển ánh mắt, đồng thời nhìn về phương hướng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc đồ màu đỏ, cưỡi một con gấu chó chậm rãi đi tới. Là Hồng Tụ sư tỷ của Thú Phong. Không phải cô ấy đã rời khỏi Thanh Huyền Tông rồi sao? Sao vẫn còn ở nơi này? Mọi người đều nhận ra thiếu nữ mặc đồ màu đỏ. Đúng là Tần Hồng Tụ. Hơn một tháng trước, Diệp Bắc Minh đạp chết siêu thần thử của Tần Hồng Tụ ở quảng trường Thanh Huyền Tông. Tần Hồng Tụ giận dữ rời đi, từ đó về sau. Mọi người không còn nhìn thấy Tần Hồng Tụ nữa, hôm nay là lần đầu tiên cô nàng lộ diện. Lão già khô gầy vô cùng tức giận, cái gì vậy, một cảnh giới thánh vương nho nhỏ mà cũng dám thể hiện với lão phụ ư. Ông ta đang muốn ra tay. Tần Hồng Tụ tức cười nói, ông cứ xem thứ này trước đi, để xem ông còn dám ra tay với tôi nữa không. Cô chán sống rồi ư. Cô nàng tiện tay lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Lão già khô gầy nhướng mày, nâng tay lên nhận lấy. Nhìn thoáng qua. Cái gì thế này, chưa thấy bao giờ. Ông ta đang muốn vứt đi. Dừng tay. Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Bốn người Giang Thái Hư, Lăng Nho Phong, Ngạo Thiên Trì, Dạ Phá Dương đồng thời xuất hiện, đến trước mặt lão già khô gầy. Lão già khô gầy kinh ngạc, lão tổ, sao mấy người lại ra ngoài vậy? Không phải đã nói chúng ta sẽ giết hết đám đệ tử bình thường của Thanh Huyền Tông, chờ Diệp Bắc Minh xuất hiện mấy người mới ra tay sao? Đôi mắt già nua của Giang Thái Hư nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay lão già khô gầy, đưa thứ đó cho tôi xem. Vâng, lão già khô gầy không dám chậm trễ. Vội vàng đưa lệnh bài lên. Giang Thái Hư nhìn thoáng qua, đột nhiên biến sắc, cô là người nhà họ Tần ở Đại Lục Thượng Cổ. Đại Lục Thượng Cổ, nhà họ Tần. Đám người Lăng Nho Phong, Ngạo Thiên Trì, Dạ Phá Dương cũng đều biến sắc. Tần Hồng Tụ hừ lạnh, coi như ông có mắt, lập tức cút khỏi Thanh Huyền Tông cho bà đây. Nếu không bà đây mà giận dữ, chỉ cần một mệnh lệnh sẽ khiến nhà họ Tần tiêu diệt mấy người. Bịch bịch bịch, mấy chục lão già của gia tộc Thượng Cổ sợ tới mức lui về phía sau, hai chân run rẩy. Lão già khô gầy kia nuốt một nước bọt, lão tổ, cô ta. Cô ta. Cô ta thật sự là người nhà họ Tần ở Đại Lục Thượng Cổ. Giang Thái Hư nhìn chằm chằm Tần Hồng Tụ, không dám nói một tiếng nào. Có người của Thanh Huyền Tông nghi hoặc, nhà họ Tần Đại Lục Thượng Cổ rất mạnh sao? Có người trả lời, không biết nữa, nhưng nhìn phản ứng của những gia tộc Thượng Cổ này thì chỉ sợ không đơn giản. Trong lòng mọi người Thanh Huyền Tông lại dấy lên hy vọng. Tần Hồng Tụ chỉ vào đám người Giang Thái Hư, còn ngây ra đó làm gì? Cút mau! Khuôn mặt già nua của Giang Thái Hư tối đen, co rúm lại, cô nhóc, chỉ dựa vào một cái lệnh bài mà cô đã nói cô là người của nhà họ Tần ư.
Lão Phu cho rằng cô căn bản không phải người nhà họ Tần, lệnh bài này nhất định là do cô trộm được. Hôm nay Lão Phu sẽ giết cô, biết đâu còn có thể lập công với nhà họ Tần. Không đợi Tần Hồng Tụ trả lời, Giang Thái Hư đã nâng tay, gió lớn nổi lên bốn phía, gào thét lao về phía Tần Hồng Tụ. Gào! Con gấu mà cô ta cưỡi rít gào một tiếng, đứng ra ngăn cản. Không được! Tần Hồng Tụ kêu to. Con gấu lập tức nổ tung, hóa thành một bãi máu. Tần Hồng Tụ bị dư uy lan đến, cũng phun ra một ngụm máu, thê thảm nằm trên mặt đất ông. Giang Thái Hư, ông dám ra tay với tôi, thật sự không sợ nhà họ Giang bị diệt sao? Đôi mắt Giang Thái Hư đỏ lên, cô nhóc, cô giả mạo thành người của nhà họ Tần đại lục thượng cổ mới bị diệt tộc thật đấy. Vèo! Giang Thái Hư đạp một cái vỡ mặt đất, đánh về phía Tần Hồng Tụ. Tần Hồng Tụ cảm nhận được cái chết đang uy hiếp, vừa muốn ra tay ngăn cản. Nhưng cô ta lại bị đánh bay ra ngoài, cả người đầm đìa máu tươi. Đôi mắt Giang Thái Hư đỏ bừng nhìn Tần Hồng Tụ, cô nhóc, vì sao cô lại phải đến nhúng tay vào chuyện này? Hôm nay Lão Phu sẽ tiễn cô đi. Ông ta lại nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết và Tiêu Nhã Phi, xem ra Diệp Bắc Minh đã chạy rồi, Lão Phu đã không còn kiên nhẫn nữa. Còn có mấy người nữa, cũng đi cùng với cô ta đi. Nói xong, trong tay ông ta hiện ra một thanh kiếm thần. Một kiếm đâm về phía Hạ Nhược Tuyết và Tiêu Nhã Phi. Nhã Phi, Tiêu Dung Phi vô cùng tuyệt vọng. Nhược Tuyết, không. Lãnh Nguyệt và sát chủ sợ hãi kêu lên. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Dưới mặt đất đột nhiên có một con huyết long lao ra, va mạnh vào người Giang Thái Hư. Kiếm thần trong tay Giang Thái Hư bay ra, cả người ông ta cũng bị đánh bay ra ngoài, quay cuồng mấy chục vòng trên mặt đất rồi phun ra một ngụm máu tươi. Phụt! Giang Thái Hư vô cùng hoảng sợ nhìn cái khe dưới mặt đất, người nào? Giọng nói lạnh lẽo giống của thần chết truyền đến, không phải ông muốn giết tôi sao? Còn hỏi tôi là người nào ư? Tông chủ! Bắc Minh! Minh Nhi! Tất cả mọi người ở đây đều sợ run, đôi mắt đỏ bừng nhìn cái khe dưới mặt đất. Một thanh niên đi ra từ trong cái khe, sau lưng nổi lên huyết quang và ma khí cuồn cuộn ngập trời. Giống như đi ra từ trong địa ngục. Diệp Bắc Minh, Giang Thái Hư ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Tông chủ, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Chính là những người này, tùy ý giết chóc đệ tử của Thanh Huyền Tông chúng ta. Có người của Thanh Huyền Tông đỏ cả mắt kêu to. Minh Nhi, Lãnh Nguyệt khụ ra một ngụm máu tươi, cẩn thận. Đây đều là người của gia tộc Thượng Cổ. Gia tộc Thượng Cổ, mấy người đúng là nên bị diệt tộc. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vô cùng nặng nề, tôi không đi gây sự với mấy người đã xông đến đây trước ư. Ảnh Thuấn, anh bước từng bước đến trước người Giang Thái Hư. Sau đó nâng kiếm đoạn long lên chém mạnh xuống. Giang Thái Hư giống giận, nhóc con, cậu dám. Ông ta còn chưa dứt lời, kiếm đoạn long đã nghiền áp đến. Bả vai của Giang Thái Hư nổ tung trong nháy mắt. Những tiếng răng rắc vang giòn truyền ra, gân mạch cả người ông ta đều bị đứt. Lão Tổ! Ra đầu lão già khô gầy run lên quát to một tiếng. Giang Tiền Bối! Lăng Nho Phong và Ngạo Thiên Trì cũng không thể tưởng tượng được. Giang Thái Hư là cảnh giới thần chủ đỉnh phong, chỉ còn cách cảnh giới thần đế một chút nữa thôi. Vậy mà lại bị một kiếm phế đi. Chỉ có ánh mắt của Dạ Phá Dương ngưng tụ lại, giống như sớm dự đoán được. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lão già khô gầy, là ông muốn để Nhược Tuyết và Nhã Phi mất máu đến chết đúng không? Vèo! Lão già khô gầy chỉ cảm thấy có một bóng người lóe qua trước mắt. Diệp Bắc Minh đứng trước mặt ông ta giống như ma quỷ. A! Lão già khô gầy hít một hơi lạnh, muốn lui về phía sau. Diệp Bắc Minh nâng tay lên bắt lấy vai ông ta, tàn nhẫn cười, lão già này, ông chạy cái gì? Cậu! Lão già khô gầy muốn phản kháng. Nhưng sau lưng Diệp Bắc Minh lại bộc phát ra một con huyết long nghiền áp, làm cho ông ta mất đi tất cả sức chiến đấu. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh như băng, ông rất thích để người ta chảy máu đến chết đúng không? Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho ông hưởng thụ trước một chút. Anh vừa dứt lời. Một con huyết long hiện lên trên cánh tay anh, cắn một cái vào cổ họng lão già khô gầy. Một màn làm cho người ta hoảng sợ xuất hiện. Máu thịt của lão già khô gầy trong nháy mắt đã khô quắt xuống cậu.
Không, không được. Ma quỷ, cậu là ma quỷ. Một câu nói cuối cùng vừa vang lên. Lão già khô gầy bị hút khô máu, hoàn toàn biến thành một cái xác khô. Diệp Bắc Minh tiện tay vứt bỏ thi thể của lão già khô gầy, giẫm chân một cái, lao thẳng về phía ba người Lăng Nho Phong, Ngạo Thiên Trì, Dạ Phá Dương. Ba người đều là cảnh giới thần chủ hậu kỳ, Diệp Bắc Minh lại muốn lấy một địch. Đậu má! Tông chủ hung tàn như vậy sao? Tông chủ của chúng ta thật sự chỉ là cảnh giới hợp nhất sao? Sao tôi lại có cảm giác anh ấy còn trâu bò hơn cả thần đế vậy? Nghịch thiên, một người cảnh giới hợp nhất lại dám chủ động ra tay với ba người cảnh giới thần chủ hậu kỳ. Đám người Thanh Huyền Tông điên cuồng nuốt nước miếng. Hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ bừng. Lãnh Nguyệt hoàn toàn ngây ra, Minh Nhi, rốt cuộc con đã lấy được cái gì ở trong tháp chấn giới? Đôi mắt già nua của đám người Vương Kiếm Sinh, Bách Lý Phong Hoa, Thạch Thiếu Giang điên cuồng co rút lại. Ngạo Thiên Trì gầm lên một tiếng, đậu má. Diệp Bắc Minh, cậu coi cảnh giới thần chủ là cái gì? Sắc mặt Lăng Nho Phong rất khó coi, thật sự nghĩ cậu là vô địch sao? Dạ Phá Dương phun ra một câu, một người khiêu khích ba người chúng tôi. Làm sao cậu dám? Giết! Một tiếng hét to vang lên. Dạ Phá Dương trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, ma thương trong tay chém về phía Diệp Bắc Minh. Ngu xuẩn! Diệp Bắc Minh quát lạnh một tiếng, vung mạnh kiếm đoạn long lên. Một tiếng keng truyền ra. Ma thương không chịu nổi một kích, lập tức vỡ nát. Dạ Phá Dương cũng bay ngược ra ngoài, chật vật rơi xuống mặt đất, lùi bình bịch về phía sau hơn 10 bước. Vất vả lắm ông ta dừng bước được, lại lập tức phun phụt ra một ngụm máu. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Cậu, không đúng. Cho dù cậu có cầm kiếm long đồ trong tay cũng tuyệt đối không có khả năng bộc phát ra lực lượng như vậy. Nhầm rồi. Sắc mặt Dạ Phá Dương thay đổi, cả người run rẩy, chúng ta đều nhầm rồi. Thứ mà cậu ta dựa vào không phải kiếm long đồ, tên nhóc này có vấn đề. Lăng Nho Phong và Ngạo Thiên Trì ngẩn ngơ, cái gì? Không phải bởi vì lực lượng của kiếm long đồ. Diệp Bắc Minh cong khóe miệng lên cười lạnh, bây giờ mới biết thì đã muộn rồi. Nhưng mà cũng không sao cả, kiếp sau chú ý đi. Anh bước từng bước đến trước người Dạ Phá Dương, kiếm đoạn long lần lượt chém ra 5 kiếm khí. Ầm, 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 ầm. 4 kiếm chém vào tay chân của Dạ Phá Dương, kiếm thứ 5 xuyên qua đan điền của ông ta. Oa, tông chủ quá trâu bò. Đám người của Thanh Huyền Tông kích động đến mức run rẩy. Tên xúc sinh, cậu dám. Ầm. Diệp Bắc Minh lười liếc ông ta thêm một cái, đá một cái vỡ cằm của Dạ Phá Dương. Anh không hề dừng lại, cầm kiếm đoạn long trong tay đánh về phía Ngạo Thiên Trì và Lăng Nho Phong. A! À, hai người Ngạo Thiên Trì và Lăng Nho Phong chỉ cảm thấy lạnh cả người, hơi lạnh từ lòng bàn chân lao thẳng lên đến đỉnh đầu. Bọn họ nhìn thoáng qua nhau, khuôn mặt già nua trong nháy mắt trắng bệch. Đôi mắt Ngạo Thiên Trì tràn ngập tơ máu, trong mắt như muốn nổ tung, anh Lăng. Mẹ nó kẻ này cực kỳ nghịch thiên. Tên xúc sinh này tuyệt đối là quái vật, hôm nay ông và tôi đều không sống được. Lăng Nho Phong gật đầu, tôi biết, kéo dài vì gia tộc đi. Ngạo Thiên Trì cũng gật đầu, kiên trì vì gia tộc. Hai người đồng thời gào thét một tiếng, tự bạo, tất cả đều tự bạo cho tôi. Chúng tôi hãy đồng quy vu tận cùng Diệp Bắc Minh. Mọi người cùng nhau tự bạo. Mười mấy lão già cảnh giới thần vương đến cảnh giới thần chủ gào thét. Khuôn mặt già nua nổi đầy gân xanh. Mấy chục người cảnh giới thần vương đến cảnh giới thần chủ, cộng thêm hai người cảnh giới thần chủ hậu kỳ cùng nhau tự bảo. Toàn bộ Thanh Huyền Tông sẽ trong khoảnh khắc bị xóa đi, so vũ khí hạt nhân còn kinh khủng hơn. Diệp Bắc Minh nổi giận gầm lên một tiếng, long hồn, ngăn cản bọn họ cho tôi. Kiếm đoạn long bay thẳng lên trên bầu trời. Gào! Một tiếng rồng gầm từ trên trời giáng xuống. Đồng thời bộc phát ra mấy chục luồng ánh sáng đỏ như máu. Những người vọng tưởng tự bạo kia, bao gồm cả Ngạo Thiên Trì và Lăng Nho Phong ở bên trong, toàn bộ đều bị huyết quang bao phủ ở bên trong. Tất cả chân nguyên trong cơ thể bọn họ đều bị huyết quang áp chế, căn bản không có cách nào tự bạo. Ngạo Thiên Trì tuyệt vọng, đây là thủ đoạn gì? Ánh mắt của Lăng Nho Phong cũng phải run rẩy, bị dọa đến mức trái tim gần như muốn ngừng đập, một câu cũng không nói nên lời. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, không phải mấy người rất muốn tự bạo sao? Nếu đã như vậy, ông đây sẽ bạo cho mấy người nhìn.
Anh xông vào bên trong đám lão già kia, đấm ra một quyền, bảo. Một lão già hóa thành mưa máu. Bảo, bảo, bảo. Tiếp tục bảo, bảo cho ông đây. Ầm, ầm, ầm. Diệp Bắc Minh khiến mười mấy lão già nổ tung thành mưa máu liền một mạch. Đột nhiên, anh xuất hiện trước mặt Ngạo Thiên Trì và Lăng Nho Phong, một quyền đánh nát đan điền của hai người. Tông chủ. Vô địch. Đôi mắt các đệ tử Thanh Huyền Tông đỏ bừng, các đệ tử trốn ra bên ngoài cấm địa cũng lần lượt xuất hiện. Vừa rồi bọn họ bị những lão già này truy sát, tử thương vô số. Cuối cùng cũng được xả giận rồi. Một giây sau, chỉ thấy kiếm Đoạn Long hấp thu tất cả máu tươi giống như cắn nuốt. Chân long được điêu khắc trên thân kiếm càng thêm đỏ rực. Đừng, đừng mà. Ngạo Thiên Chỉ đau đớn gào thét, ông ta nằm dạp trên mặt đất, điên cuồng bứt tóc của mình giống như là nổi điên. Súc sinh, cậu đúng là súc sinh. Thế mà lại giết người nhà họ Ngạo của tôi như vậy, Diệp Bắc Minh. Cho dù tôi có phải làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Lăng Nho Phong hoàn toàn tuyệt vọng, ngồi bệt dưới đất giống như chó chết, Diệp Bắc Minh. Sốt của cậu là quái vật gì? Diệp Bắc Minh cười, làm quỷ. Sao ông lại cảm thấy ông có tư cách làm quỷ chứ? Cậu nói cái gì? Ngạo Thiên Chỉ ngây người, không kìm lòng được mà run rẩy một chút. Diệp Bắc Minh đưa tay ra bắt lấy hai người, ném đến bên cạnh Giang Thái Hư và Dạ Phá Dương. Bốn cường giả đỉnh cao của gia tộc Thượng Cổ, giờ phút này chỉ còn lại bốn người bọn họ. Giang Thái Hư chật vật hỏi, vì sao không giết chúng tôi? Diệp Bắc Minh lười giải thích. Anh híp hai mắt lại, ánh sáng đỏ như máu chợt xuất hiện. Từ bên trong đôi mắt của anh bộc phát ra ánh sáng đỏ như máu, sau đó chui vào trong trái tim của Ngạo Thiên Trì. Phụt! Một đống máu tươi phun ra ngoài. Tinh huyết bốc cháy lên. Huyết mạch chú sát. Giang Thái Hư hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn tinh huyết bị thiêu đốt. Bên trong đó hiện ra một bức tranh, đều là cảnh tượng cơ thể của đám nhân vật cấp cao của nhà họ Ngạo bị thiêu đốt. Cuối cùng ông ta đã biết vì sao Diệp Bắc Minh không giết bọn họ rồi. Kẻ này, muốn đuổi tận giết tuyệt, diệt tộc của bọn họ. Không, con trai, cháu trai. Ngạo Thiên Chỉ vừa khóc vừa cười, ha 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 ha, hu hu hu. Ma quỷ, Diệp Bắc Minh là ma quỷ. Ông ta tuyệt vọng nhìn ba người Giang Thái Hư, Dạ Phá Dương, Lăng Nho Phong, mấy người có nhìn thấy không? Cậu ta tuyệt đối là bò ra từ trong địa ngục. Nếu như cho tôi một cơ hội, cho dù có chết tôi cũng sẽ không đối địch với cậu ta. Một chữ cuối cùng vừa truyền ra. Ngạo Thiên Chỉ hoàn toàn bị ngọn lửa cắn nuốt. Trên trán ba người Giang Thái Hư, Dạ Phá Dương, Lăng Nho Phong đầm đìa mồ hôi lạnh. Dạ Phá Dương bị dọa đến mức giọng nói run rẩy, Diệp Bắc Minh. Không, Diệp Tông Chủ, đại nhân. Cầu xin cậu cho nhà họ Dạ tôi một cơ hội, Dạ Phá Dương tôi biết sai rồi. Cho dù cậu làm gì với tôi, cho dù nghiền xương tôi thành tro, thiên đao vạn quả tôi cũng được. Nhưng cầu xin cậu đừng hủy diệt nhà họ Dạ. Dạ Phá Dương cũng đã bị chặt tay chân. Nhưng ông ta vẫn nằm dạp trên mặt đất, dùng sức điên cuồng dập đầu xuống. Rầm rầm rầm. Cả người Lăng Nho Phong run rẩy, đại nhân, nhà họ Lăng tôi không nên đối địch với cậu, không nên đối địch với Thanh Huyền Tông. Đại nhân, cầu xin cậu hãy cho nhà họ Lăng tôi một cơ hội. Rầm, rầm, rầm. Lăng Nho Phong đập mạnh đầu xuống mặt đất, máu me đầm đìa. Ngay cả Giang Thái Hư cũng tuyệt vọng, không nhịn được khẩn cầu, Diệp Bắc Minh, tôi nhận thua. Nhà họ Giang thua. Giang Thái Hư tôi thề, có thể lập tức lấy bí pháp nói cho tất cả mọi người nhà họ Giang không được tìm Thanh Huyền Tông báo thù. Về sau bất kỳ kẻ nào trong nhà họ Giang nhìn thấy Diệp đại nhân đều phải quỳ xuống đất hành lễ. Giang Thái Hư chật vật đứng lên, lại quỳ xuống bịch một tiếng. Toàn bộ Thanh Huyền Tông đều xôn xao. Đây chính là gia tộc Thượng Cổ ư? Thế mà lại dập đầu cầu xin tha thứ. Xem ra gia tộc Thượng Cổ cũng không phải không thể chiến thắng được. Không, một đệ tử lắc đầu, là tông chủ không thể chiến bại. Nói rất đúng. Đám người Thanh Huyền Tông vô cùng kích động, ánh mắt ai nấy đều nóng như lửa nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Sùng bái, ngưỡng mộ, còn có kính sợ nồng đậm. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, tôi diệt nhà họ Giang chẳng phải là tốt hơn sao? Lúc anh đang muốn ra tay. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên, người trẻ tuổi, cậu hơi quá đáng rồi đó.
nếu như cậu chỉ giết tên phế vật này, lão phu sẽ không ra tay. Dù sao, phế vật ngay cả một sâu kiến cảnh giới hợp nhất cũng không đánh lại sẽ không có tư cách dùng huyết mạch giang tộc thượng cổ của tôi để sống trên thế giới này. Giọng nói dừng lại một chút. Nhưng mà, cậu muốn dùng huyết mạch chú sát, tiêu diệt những con cháu khác trong nhà giang tôi. Lão phu không đồng ý. Vèo. Tất cả mọi người ở đây đều run lên, nhìn về phía âm thanh phát ra, ai đang nói vậy? Không gian đột nhiên chấn động, trong không khí vốn dĩ không có một ai lại xuất hiện một lão già với sắc mặt uy nghiêm. Ngài là lão tổ Giang Trần Tử. Vẻ mặt Giang Thái Hư hoàn toàn rung động, thế mà lão già trước mắt lại giống với bức tranh được cung phụng trong miếu thần của nhà họ Giang như đúc. Là tôi. Giang Trần Tử lạnh lùng gật đầu. Sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Bắc Minh, người trẻ tuổi, cậu quá tàn nhẫn, động một tí là lại muốn diệt môn. Như thế không tốt, thật sự không tốt. Diệp Bắc Minh cười nhạo một tiếng, ông đang giả vờ cái gì vậy? Hôm nay ai dám ngăn cản tôi sẽ giết không tha. Giang Trần Tử hứng thú cười một tiếng, ồ, thật sao? Giết không tha, lão phu rất muốn nhìn xem cậu giết không tha như thế nào. Ông ta dẫm chân xuống một cái. Một luồng khí mạnh nổ tung. Ầm ầm. Uy thế kinh khủng quét sạch ra ngoài. Trong chốc lát, xung quanh cơ thể Giang Trần Tử giống như xuất hiện sóng to gió lớn, cuồng phong gầm thét. Thần đế. Đây là khí tức của thần đế. Giang Thái Hư kích động đến mức cả người run rẩy, nước mắt nước mũi tuôn ra, ha 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 ha. Nhà họ Giang tôi lại có một vị thần đế còn sống, ông trời vẫn chưa quên nhà họ Giang tôi. A, à, đôi mắt Ngạo Thiên Trì và Lăng Nho Phong đỏ bừng, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Lãnh Nguyệt cảm nhận được khí tức của thần đế, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Sát chủ phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Mấy người Hạ Nhược Tuyết, Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi, Tô Thanh Ca, Lăng Vận Nhi cũng lần lượt nằm dạp trên mặt đất, căn bản không có cách nào chịu đựng được. Bách Lý Phong Hoa, Thạch Thiếu Giang, Vương Kiếm Sinh bảo vệ Diệp Nam Thiên, Diệp Thanh Dương và đám người nhà họ Diệp. Ba người bắt tay nhau mà vẫn còn cảm giác đầu gối như nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ xuống. Chỉ có Diệp Bắc Minh vẫn rất bình tĩnh, thần đế thật sao? Tháp Chân Giới, cơ hội biểu hiện của ông đã đến rồi, hãy giết thần đế này đi. Tôi đồng ý với điều kiện của ông. Sâu dưới lòng đất truyền đến một giọng nói già nua, được. Trên bầu trời cấm địa của Thanh Huyền Tông xuất hiện hư ảnh một bảo tháp cổ xưa. Khóa chặt lấy Giang Trần Tử, trực tiếp nghiền ép xuống. Khuôn mặt già nua của Giang Trần Tử khựng lại, thay vào đó là sợ hãi nồng đậm Tháp Chấn Giới. Làm sao có thể, thế mà ông lại ở chỗ này? Chúng tôi đã đi tìm lâu như vậy, ông. Hư ảnh của Tháp Chấn Giới rơi xuống, một cơn mưa máu bắn ra. Giang Trần Tử hoàn toàn biến mất. Một vị thần đế đã chết. Trong nháy mắt Tháp Chấn Giới xuất hiện, trên một vùng đất vỡ vụn nào đó của đại lục thượng cổ. 99 ngọn núi thần bay thẳng lên trời giống như những thanh kiếm sắc bén. Ở chỗ sâu nhất, một cung điện cổ xưa bỗng nhiên chấn động. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm sét vang dội, trong hư không lại có vô số phù văn màu đỏ như máu sáng lên, ngưng tụ thành dáng vẻ một con huyết long. Gào. Huyết long kịch liệt giãy giụa. Điên cuồng gào thét. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao linh hồn tổ tiên lại đột nhiên chấn động? Trên trăm lão già có khí tức kinh khủng xuất hiện, bay lên không trung, kinh ngạc nhìn huyết long trước mắt. Một giây sau, bên trong hư không vô tận đột nhiên có một bảo tháp đen nhánh trực tiếp hiện lên trên linh hồn huyết long. Gào. Huyết long kêu thảm một tiếng, sau đó ảm đạm, biến mất. Tháp Chân Giới biến mất mấy chục vạn năm xuất hiện. Đôi mắt của mỗi lão già có rút lại thật sâu. Cùng lúc đó, sâu trong gia tộc Nam Cung, trước bức tranh treo tường đã tồn tại mấy trăm ngàn năm kia. Miếng đá chóc ra rầm rầm. Khuôn mặt thanh niên phía trên càng thêm rõ ràng. Thế mà trên người anh lại có thêm cái bóng mơ hồ của một tòa bảo tháp. Tháp Chân Giới xuất hiện. Chẳng lẽ lời tiên đoán sắp thành sự thật sao? Không chỉ là hai thế lực lớn này. Các cường giả trong những thế lực khác của đại lục thượng cổ đều cảm nhận được khí tức của Tháp Chấn Giới. Sâu trong một ngọn núi thần cổ xưa, một lão già mở mắt ra, khí tức của Tháp Chấn Giới. Lão già bước ra một bước,
xông lên trên bầu trời giống như sao băng. Bên trong một hồ ma, đôi mắt của một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần ngưng tụ, tháp trấn giới xuất hiện rồi. Nước hồ sôi trào, người phụ nữ dậm chân một cái rồi biến mất. Bên ngoài một mộ huyệt cổ xưa, mấy tên trộm mộ mở bản đồ trong tay ra, chính là chỗ này, chỉ cần mở mộ huyệt này ra, bảo bối bên trong chính là của chúng ta. Đột nhiên, một tiếng vang ầm ầm thật lớn truyền ra. Mộ huyệt sụp đổ trong nháy mắt, một bàn tay gầy guộc chống nắp quan tài ra. Bên trong truyền đến giọng nói khiến người ta rùng mình, tháp trấn giới. Mấy trăm ngàn năm, cuối cùng tháp trấn giới đã xuất hiện rồi. Quỷ, quỷ, a, một tiếng hét thảm vang lên. Sau đó im bặt, những cảnh tượng tương tự xuất hiện khắp các nơi ở đại lục thượng cổ. Bởi vì khí tức của tháp trấn giới xuất hiện, toàn bộ đại lục thượng cổ đều phải sôi trào. Đương nhiên Diệp Bắc Minh không biết tháp trấn giới đã gây ra chấn động như thế nào. Anh đi đến trước mặt ba người Giang Thái Hư, Lăng Nho Phong, Ngạo Thiên chỉ giống như thần chết. Ánh mắt ngưng tụ, huyết mạch chú sát. Ba người kêu thảm một tiếng, thân thể bốc cháy lên. Bên trong ánh lửa phản chiếu ra cảnh tượng thê thảm của huyết mạch gia tộc thượng cổ, đều bị chôn vùi trong khoảnh khắc. Trời, thủ đoạn của tông chủ đúng là có thể so với quỷ thần. Thật là đáng sợ, có một vị tông chủ như vậy, gia tộc thượng cổ chó má gì chứ, chúng ta không cần phải sợ. Lúc đám người Thanh Huyền Tông đang kích động, Diệp Bắc Minh đã nhanh chóng đi đến trước mặt hai người Tiêu Nhã Phi và Hạ Nhược Tuyết. Chỉ thấy, cổ tay của hai người áp sát vào với nhau. Tiêu Nhã Phi đã hôn mê. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết tái nhợt, cô nhóc ngốc này vì anh mà sắp chảy hết máu rồi. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm Tiêu Nhã Phi, anh thấy rồi. Xem anh làm gì bây giờ? Hạ Nhược Tuyết cười trộm một cái. Nếu là những người phụ nữ khác, Hạ Nhược Tuyết nhất định sẽ ghen. Thế nhưng đối mặt với Tiêu Nhã Phi, cô ấy căn bản không ghen nổi. Anh lấy ra hai viên đan dược, đưa một viên cho Hạ Nhược Tuyết. Sau đó nhét một viên khác vào trong miệng Tiêu Nhã Phi. Quỷ môn thập tam châm rơi xuống, chữa trị vết thương của hai người. Tiếp theo, anh lại đi tới trước mặt đám người Lãnh Nguyệt, Sát Chủ, Thạch Thiếu Giang, chữa thương cho bọn họ. Một giây sau, Diệp Bắc Minh quay người sang phía đám đệ tử Thanh Huyền Tông, lấy ra hơn 10.000 viên thuốc. Đây là đậu má, 7 đan văn, đan dược thánh phẩm. Đậu má, tông chủ, hơn 10.000 viên đan dược thánh phẩm 7 đan văn, anh đi cướp bóc đan tông nào sao? Các đệ tử Thanh Huyền Tông đều ngây ra. Ai nấy đều không thể tưởng tượng nổi há to miệng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, lúc tôi nhàn nhàm chán đã luyện chơi. Cái gì? Bách Lý Phong Hoa hít sâu một hơi, tông chủ, đây là cậu luyện chơi ư? Diệp Bắc Minh thuận miệng trả lời một câu, không sai. A, à, mọi người hít sâu một hơi. Tông chủ nghịch thiên quá. Thiên phú võ đạo khủng bố như thế rồi mà còn có thể luyện chế đan dược nữa. Thạch Thiếu Giang ngây người, cậu lại có thể luyện chế ra đan dược thánh phẩm 7 đan văn. Vương Kiếm Sinh có quắp khóe miệng, tông chủ, cậu đúng là quái vật. Trên mặt Lãnh Nguyệt tràn đầy kinh ngạc, Minh Nhi, sao dì lại không biết con biết luyện đan? Thế mà ngay cả dì con cũng giấu. Diệp Bắc Minh mỉm cười, một kỹ năng bình thường mà thôi, cũng không phải bản lĩnh gì lớn. Mọi người đều trợn ngược mắt lên. Tô Thanh Ca mừng thầm, hừ, hình như chỉ có mình biết anh Diệp là một vị đan đế đi. Diệp Bắc Minh lại để tháp càn khôn chấn ngục tìm kiếm xung quanh Thanh Huyền Tông. Sau khi xác định an toàn, anh mới nói, tất cả mọi người trở về chữa thương đi, Thanh Huyền Tông tạm thời an toàn. Tôi còn có một số chuyện vẫn chưa xử lý xong. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Bắc Minh nhảy vào bên trong cái khe dưới mặt đất. Ánh mắt Lãnh Nguyệt ngưng tụ, tất cả mọi người nghe lệnh, rời khỏi cấm địa. Anh vừa trở lại bên trong tháp trấn giới, giọng nói của tháp hồn đã vang lên, Diệp Bắc Minh, tôi đã giúp cậu giết một thần đế, cậu cũng nên đáp ứng yêu cầu của tôi đi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi không có cách nào cam đoan nhất định sẽ làm được. Nhưng tôi sẽ cố hết sức. Ha ha ha. Linh hồn tháp trấn giới cười to, chỉ cần cậu đồng ý là được, tôi tin tưởng cậu sẽ làm được. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho, bây giờ tôi có thể luân hồi rồi. Giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục dao động, ông có thể vào luân hồi ư?
Linh hồn tháp trấn giới cười một tiếng, chủ nhân của tôi cho tôi một cơ hội. Tháp Càn Khôn trấn ngục trầm mặc một lát, phun ra một câu, chúc mừng ông. Trong giọng điệu của nó lại có chút hâm mộ. Tháp trấn giới có chút đắc ý, ha ha, lấy thân phận của ông, thế mà còn muốn hâm mộ tôi. Nhưng mà tôi cũng sẽ cho ông một món quà lớn, tôi tặng bản nguyên của mình cho ông. Hẳn là có thể giúp ông khôi phục một chút đi. Một giây sau, phía trên hư ảnh của hồn tháp bốc cháy lên một luồng ánh sáng. Sau đó biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại một đám năng lượng màu xám. Chính là bản nguyên của tháp trấn giới. Diệp Bắc Minh hiếu kỳ, tháp Càn Khôn trấn ngục, chuyện gì xảy ra vậy? Tháp trấn giới tiến vào luân hồi chẳng phải tương đương với chết sao? Làm sao tôi lại có cảm giác giống như ông rất hâm mộ nó? Tháp Càn Khôn trấn ngục phun ra hai chữ, đúng thế. Diệp Bắc Minh vô cùng nghi hoặc, tử vong có cái gì hay mà phải hâm mộ? Tháp Càn Khôn trấn ngục giải thích, đối với khí linh mà nói, một khi bản thể bị hủy đi, khí linh bình thường đều sẽ hủy diệt theo. Khí linh có tư tưởng của mình, nhưng không có linh hồn của mình. Một ngày nào đó sẽ bị chôn vùi, sẽ chết. Nhưng nếu khí linh có được cơ hội luân hồi, sẽ có thể chuyển thế đầu thai làm người. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, chuyển thế đầu thai, người chết như đèn tắt, thật sự có kiếp sau sao? Tháp Càn Khôn trấn ngục trả lời một câu khẳng định, có. Nhưng mà chưa có ai chứng thực cả. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, có chút tưởng niệm cũng tốt, đây là bản nguyên của tháp trấn giới, tôi cảm giác được năng lượng rất tinh khiết. Hãy cắn nuốt nó, để xem nó có chỗ tốt gì với ông. Diệp Bắc Minh suy nghĩ trong đầu, đi đến phía trước bản nguyên của tháp trấn giới. Anh đưa tay ra chộp tới. Trực tiếp hút vào trong cơ thể, bị tháp Càn Khôn trấn ngục hấp thu. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn thân Diệp Bắc Minh rung mạnh. Anh cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Trước mắt anh hoàn toàn choáng váng, xuất hiện một cảnh tượng hỗn độn, các loại dị tượng kinh người hiện lên ở sâu trong đầu. Đây là một cảnh tượng kinh khủng. Trên bầu trời, từng cung điện cổ xưa nổ tung, rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất nứt ra thành từng lỗ thủng kinh khủng, vô số sinh vật cổ xưa leo ra từ trong đó. Dữ tợn, kinh khủng, hung tàn, khí tức kinh người. Trong hư không phía trước, các loại dị thú không biết tên đang chiến đấu. Diệp Bắc Minh nhận ra một con tổ long đang chiến đấu, trời. Đám dị thú này lại có thể không phân thắng bại với tổ long ư. Hơn nữa tổ long, còn, bị thương. Cả người Diệp Bắc Minh rung mạnh. Thế giới quan của anh đang bị rung động rất lớn, đây là chỗ nào, tại sao lại xuất hiện ở trong đầu tôi? Tháp Càn Khôn trấn ngục cực kỳ kích động, không. Đây không phải cảnh tượng trong đầu của cậu, đây là cảnh tượng trong trí nhớ của tôi. Tôi nhớ ra rồi, nơi này là chiến trường Thái Cổ. Chiến trường Thái Cổ. Con người của Diệp Bắc Minh co rụt lại. Giọng nói của Tháp Càn Khôn trấn ngục vô cùng gấp gáp, đúng rồi, tôi nhớ ra nơi này. Chính là chiến trường Thái Cổ. Chủ nhân đời thứ nhất của tôi, cũng chính là người sáng tạo Tháp Càn Khôn trấn ngục. Đã có một trận chiến cuối cùng với chư thiên thần ma ở chiến trường Thái Cổ, chỉ tiếc. Chủ nhân đã thất bại. Chư thiên vạn giới tổn hại, pháp tắc võ đạo sụp đổ, đại đạo không còn. Tháp Càn Khôn trấn ngục lẩm bẩm. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tháp Càn Khôn trấn ngục chính là một cái bác lớn với đại lục chân võ. Anh có thể đi đến hôm nay, có thể nói Tháp Càn Khôn trấn ngục có hơn một nửa công lao. Rốt cuộc người sáng tạo ra Tháp Càn Khôn trấn ngục mạnh đến mức nào? Thế mà người như vậy cũng có thể chết sao? Trong lòng Diệp Bắc Minh chấn động không gì sánh nổi. Đột nhiên, cảnh tượng trong đầu dừng lại. Giống như một video 3D đột nhiên bị người ta nhấn nút tạm dừng. Cuối cùng chúng ta đã được gặp nhau. Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến. Ai? Diệp Bắc Minh biến sắc. Đây là hình tượng mà Tháp Càn Khôn trấn ngục hồi ức. Lại có giọng nói của ai được? Tôi. Giọng nói kia phun ra một chữ. Một giây sau. Sâu trong hỗn độn phía trước, một thanh niên đi ra. Trong giây phút nhìn thấy người nọ, toàn thân Diệp Bắc Minh run lên, anh. Không đúng, đây là tôi. Diệp Bắc Minh trừng to mắt, vẻ mặt giống như là gặp quỷ. Thanh niên trước mắt thế mà lại giống anh như đúc. Thanh niên mỉm cười gật đầu, là cậu, cũng không phải cậu. Diệp Bắc Minh nhíu mày, có ý gì? Thanh niên lắc đầu, cậu đã từng là tôi,
bây giờ lại không phải là tôi. Giọng nói của Diệp Bắc Minh trầm xuống, đừng làm trò bí hiểm với tôi, rốt cuộc anh là ai? Thanh niên thản nhiên nói, chủ nhân đời thứ nhất của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Cái gì? Diệp Bắc Minh lại biến sắc, anh, thế mà anh vẫn còn sống? Không. Thanh niên lắc đầu, tôi đã chết rồi, tôi chỉ ở trong trí nhớ của tháp nói chuyện với cậu thôi. À, Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, ở trong trí nhớ nói chuyện với tôi. Tất cả những điều này đều đã vượt qua khỏi nhận biết của anh. Thanh niên mỉm cười giải thích, cậu là một người hiện đại, điều này không khó lý giải lắm mà. Mặc dù tôi đã chết rồi, nhưng một bộ phận linh trí của tôi bị phong ấn trong trí nhớ của tòa tháp. Một ngày nào đó, nếu có người mở ra ký ức của tòa tháp, sẽ có thể nói chuyện được với tôi. Điều này cũng giống như máy tính hoặc là trí tuệ nhân tạo trong thế giới của cậu vậy. Diệp Bắc Minh gật đầu, đã hiểu, vì sao anh lại muốn nói chuyện với tôi. Thanh niên nhìn Diệp Bắc Minh, tòa tháp đã lựa chọn vô số chủ nhân, chỉ có cậu là đặc biệt nhất. Diệp Bắc Minh nhíu mày, tôi đặc biệt chỗ nào? Còn nữa, vì sao tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại lựa chọn tôi? Thanh niên trầm mặc một lát, bởi vì, cậu rất giống tôi. Trên người của cậu có cái bóng của tôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi chính là tôi. Tôi là người độc nhất vô nhị trên thế giới, tôi sẽ không giống ai, cũng không phải cái bóng của ai cả. Ha ha ha. Thanh niên cười một tiếng, Diệp Bắc Minh, quả nhiên cậu rất hợp gu của tôi. Nếu tòa tháp đã lựa chọn cậu, tất cả chuyện tiếp theo liền giao cho cậu làm đi. Đột nhiên, thanh niên hét lớn một tiếng. Giống như có một tia chớp sáng từ trên 9 tầng trời xuống vậy. Diệp Bắc Minh, cậu có bằng lòng bái tôi làm sư phụ hay không? Diệp Bắc Minh có chút mừng rỡ. Người này sáng tạo ra tháp Càn Khôn Chấn Ngục, thực lực tuyệt đối châu bò. Diệp Bắc Minh nhanh chóng trả lời, tôi có thể bái anh làm sư phụ, nhưng tôi phải nói trước với anh. Tôi đã có 101 vị sư phụ rồi, nếu anh muốn nhận tôi làm đồ đệ, chỉ có thể làm vị sư phụ thứ 102 của tôi. Cái gì? Thanh niên ngây người, rõ ràng không nghĩ tới điều này. Vẻ mặt anh ta không thể tưởng tượng nổi, cậu nhóc, cậu lại có nhiều sư phụ như vậy ư? Diệp Bắc Minh gật gật đầu. Thanh niên lắc đầu, thôi được, vị sư phụ thứ 102 cũng không sao. Từ nay trở đi thanh kiếm này sẽ đi theo cậu. Tất cả những gì của tôi đều được cất giấu trong thanh kiếm này, một khi mở ra sẽ có thể đạt được tất cả truyền thừa của tôi. Bên trong hỗn độn, một thanh bảo kiếm màu đen có khí tức kinh người bay ra. Đây là cái gì? Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm bảo kiếm tạo hình cổ xưa trước mắt. Hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng. Nó mới chỉ xuất hiện một chút mà thôi, anh đã có một loại cảm giác trái tim muốn nhảy ra rồi. Kiếm này tuyệt đối kinh khủng. Còn kinh khủng hơn kiếm Đoạn Long. Thanh niên nói ra từng chữ kiếm, Càn, Khôn, Chấn, Ngục. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Ánh mắt Diệp Bắc Minh nóng như lửa, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Thanh niên cười một tiếng, nhóc con, vi sư đi đây. Anh ta dứt khoát xoay người đi vào bên trong hỗn độn. Chờ một chút. Diệp Bắc Minh hét lớn một tiếng, sư phụ, hãy giúp con một chuyện. Cái gì? Cả người thanh niên lảo đảo một cái, quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh, tên nhóc thối, ta đã cho con truyền thừa lớn nhất rồi. Tất cả những gì của ta đều ở bên trong kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Nếu có cái gì không hiểu, có thể hỏi tòa tháp. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tòa tháp không tốt lắm, có đôi khi linh, có đôi khi mất linh. Thanh niên khinh bỉ nhìn Diệp Bắc Minh một chút, sau trận chiến thái cổ, tòa tháp đã bị hư hại. Nếu con có thể chữa trị cho nó tuyệt đối sẽ là sự trợ giúp mạnh nhất của con. Đi theo con một ngày đói ba bữa, nó mới cắn nuốt được bao nhiêu tiền. Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ, về sau con sẽ chú ý. Nhưng mà sư phụ... Xin người hãy giúp con tìm kiếm tung tích của mẹ con đi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, ta sẽ giúp con một lần cuối cùng. Nói xong, anh ta đưa tay điểm vào giữa trán Diệp Bắc Minh. Trong chốc lát, giữa trán Diệp Bắc Minh bộc phát ra một ánh hào quang cực kỳ sáng chói. Một hình ảnh xuất hiện ở phía trước. Đây là một sơn cốc có chim hót hoa nở. Hai cô gái đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ. Nhược Sư, Tôn Thiến. Diệp Bắc Minh rất kích động, là các cô ấy. Trên một cái ghế cách đó không xa có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi.
dung mạo của bà ấy gần như giống Diệp Bắc Minh như đúc. Con người Diệp Bắc Minh co vào một chút, mẹ, đây là mẹ con. Thật là bà ấy sao? Sư phụ, đây quả thật là mẹ con. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, đây là hình ảnh ở thời gian thực, đối với ta mà nói, đây chỉ là chuyện động động ngón tay thôi. Bà ấy vẫn còn ở thế giới này, nhưng mà có vẻ thế giới của con đã bị người khác tách ra. Bà ấy ở một tầng phía trên. Một tầng phía trên, Diệp Bắc Minh khẽ giật mình, sau đó lập tức hiểu ra, mẹ con đang ở đại lục thượng cổ. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Lam nhướng mày. Bà ấy buông quyển sách trong tay ra, kỳ quái, tại sao mình lại cảm giác có người đang nhìn nhỉ? Đột nhiên, biến cố xảy ra. Trên bầu trời sơn cốc xuất hiện một tia chớp màu đen, rơi xuống trong sơn cốc. Diệp Thanh Lam biến sắc, Nhược Sư, Tôn Thiến cẩn thận, có kẻ địch đến. Bà ấy tiện tay lấy ra một ngọc bội, phù văn phía trên chớp động. Ầm ầm, trên bầu trời sơn cốc hiện ra bốn tầng màn sáng tím, lam, đỏ, xanh. Ngăn cản tia chớp màu đen kia. Diệp Thanh Lam ngẩng đầu lên, trên không trung xuất hiện mười mấy ông lão, đang nhìn xuống với vẻ mặt lạnh như băng. Dư Nghiệt nhà họ Diệp, còn dám trốn ở đây hả? Diệp Thanh Lam, ra đây chịu chết đi. Chỉ là mấy cái trận pháp đó mà cũng đòi cản trở tôi ư. Âm thanh lạnh giá như lời phán quyết rơi xuống. Đừng nói nhảm với cô ta làm gì. Mười mấy người ra tay cùng một lúc. Xoẹt, hình ảnh trước mắt tan biến hệt như bọt biển, không còn lại gì. Mẹ! Diệp Bắc Minh căng thẳng hét lớn một tiếng, con người tràn ngập tơ máu, sư phụ, sao hình ảnh lại biến mất rồi? Thanh niên kia nhướng mày, năng lượng khu vực đó dao động quá dữ dội. Ngăn chặn hết tất cả mọi thứ. Lòng Diệp Bắc Minh nóng như lửa đốt, sư phụ, có thể cho hình ảnh xuất hiện lại lần nữa không? Thanh niên khẽ lắc đầu, nó tiêu hao quá nhiều năng lượng. Sư phụ, cầu xin người. Con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Thanh niên thở dài một tiếng, thôi, vi sư sẽ giúp thêm một lần nữa vậy. Chân dậm xuống một cái, sức mạnh khổng lồ bùng nổ ra bốn phía. Ngưng tụ lại một chỗ. Hình ảnh lại xuất hiện. Bên trong một hang động tan nát, bụi mù bay khắp nơi. Khóe môi Diệp Thanh Lam phun ra một ngụm máu tươi, bảo vệ Chu Nhược Giai và Tôn Thiến phía sau. Một ông lão khá nhỏ con chợt kêu lên, nơi này lại có người đang mang thai. Đồng thời, một ông lão khác lấy ra một cái la bàn đang sáng lập lòe, huyết mạch ma tộc. Xoẹt! Con người của họ lập tức trầm xuống, chạy tới bao vây trong nháy mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm bụng Tôn Thiến. Sinh mệnh lực mạnh mẽ thật. Là cốt nhục của Tề Thiên Ma Tôn ư. Không thể nào, Tề Thiên Ma Tôn đã bị phong ấn ở nơi đó rồi. 24 năm trước, chỉ có một mình Diệp Thanh Lam mang thai cốt nhục của Tề Thiên Ma Tôn, đứa nhỏ trong bụng cô ta không thể là con của Tề Thiên Ma Tôn, một ông lão chột mắt lắc đầu. Ông lão nhỏ con kia chợt hiểu ra, tôi hiểu rồi. Sao? Mấy người kia cũng nhìn về phía ông ta. Ông lão chỉ vào bụng Tôn Thiến, ha ha ha, nhiệt xúc trong bụng Diệp Thanh Lam đã được sinh ra từ lâu rồi. Nhiều năm trôi qua, ắt hẳn xúc sinh đó cũng đã trưởng thành. Lão đoán, đứa nhỏ trong bụng cô ta chính là con của tiểu xúc sinh kia. Mọi người cũng chợt hiểu ra. Nói thế có nghĩa là nó cũng chảy huyết mạch Tề Thiên Ma Tôn. Có lẽ, dùng máu tươi của nó cũng có thể kích hoạt thứ đó. Thế thì còn chờ cái gì nữa? Ra tay đi! Phải giữ sống, ông lão chột mắt quát lên một tiếng thật to. Hơn 10 người cùng nhau ra tay, hơi thở mạnh mẽ bùng nổ. Diệp Thanh Lam phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh nổi giận gầm lên một tiếng, má. Trán anh nổi đầy gân xanh, gắt gao cầm kiếm đoạn long. Sau lưng là ma khí ngập trời, màu máu chợt lóe. Một con hắc long, một con huyết long xoay quanh sau lưng anh. Trong kiếm đoạn long, long hồn cảm nhận được sự phẫn nộ của Diệp Bắc Minh nên rít gào mãi không thôi. Thanh niên giơ ngón tay lên, đặt tại mi tâm Diệp Bắc Minh, nhóc con, đừng xúc động. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, đó là mẹ con đang gặp nguy hiểm. Sư phụ, cầu xin người giúp con, hãy giúp con qua đó. Thanh niên kia lắc đầu, chút năng lượng còn sót lại căn bản không đủ, dù có đưa con qua thì con cũng không thể đánh lại những người đó. Diệp Bắc Minh thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm mười mấy người đi về phía Diệp Thanh Lam. Thế thì con phải làm gì bây giờ? Mẹ! Lúc này,
Diệp Thanh Lam đột nhiên ra tay, lấy ra một hạt châu màu đen ném ra ngoài. Cẩn thận! Đồng tử ông lão trốn mắt co rụt lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Một giây sau, bên trong cửa không gian bỗng nhiên xuất hiện một con đường. Diệp Thanh Lam thúc giục nói, Nhược Giai, Tôn Thiến, hai đứa mau vào đi. Chu Nhược Giai lắc đầu, dì Lam, không được đâu. Tôn Thiến cầm chặt lấy tay Diệp Thanh Lam, dì Lam, nếu có đi thì chúng ta phải cùng nhau đi. Diệp Thanh Lam lắc đầu, cửa không gian cần sức mạnh để duy trì, nếu dì vào đó thì không một ai có thể đi được nữa. Nhược Giai, con là vợ chưa cưới của Minh Nhi, từ nay trở đi, Tôn Thiến sẽ giao cho con. Dì Lam, Chu Nhược Giai rơi lệ đầy mặt. Nghe lời, Diệp Thanh Lam quát. Chu Nhược Giai gật đầu thật mạnh, bắt lấy cổ tay Tôn Thiến, trực tiếp nhảy vào cửa không gian. Lão già mặt dài gào lên, đừng cho ả đàn bà mang thai kia chạy thoát. Ngăn bọn họ lại. Lão già chột mắt rít gào. Mấy ông lão điên cuồng xông lên. Trên người Diệp Thanh Lam bùng phát sức mạnh khổng lồ, ngăn bọn họ lại. Má nó, má nó, má nó. Lão già nhỏ con lại gào lên, Diệp Thanh Lam cô cút ngay cho lão. Một trưởng chụp bay Diệp Thanh Lam, đi đến trước cửa không gian. Đáng tiếc là vẫn chậm một bước. Cửa không gian đã khép lại. Lão già nhỏ con tức giận đến mức run rẩy cả người, đáng chết. Đáng chết, đáng chết. Vịt lên đến miệng rồi vẫn còn bay, chỉ còn một bước nữa là có được huyết mạch của ma tôn rồi. Lão già mặt dài liếc nhìn Diệp Thanh Lam với ánh mắt lạnh như băng, từ hơi thở lúc nãy, thì có lẽ cánh cửa dẫn đến đại lục chân võ. Hai ả đàn bà đó đã đi xuống hạ giới, cho người đi tìm là được. Dẫn cô ta đi, ném vào ngục giam trấn hồn, để cô ta bị tra tấn, đau đớn và hối hận suốt phần đời còn lại đi. Diệp Bắc Minh đứng đó nhìn hình ảnh mẹ mình bị dẫn đi. Cơ thể điên cuồng run lên. Ánh mắt anh đầy máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm mấy ông lão kia. Gương mặt của những người đó đã in hằn vào trong đầu anh. Diệp Bắc Minh không nói gì, cũng không còn la lối nữa. Chỉ còn mỗi sự lạnh lẽo vô biên. Tử vong. Cùng với một chút điên cuồng nằm sâu trong đáy mắt anh. Sư phụ, hãy giúp con một lần. Thanh niên kia nói, đồ nhi, sư phụ biết con muốn hỏi gì. Hai cô gái kia ở đại lục chân võ thì tạm thời sẽ giữ được an toàn. Nếu muốn tìm vị trí cụ thể của bọn họ, thì con hãy hỏi tháp nhỏ kia đi. Nói xong, bóng dáng thanh niên kia chợt biến mất. Tất cả quay trở lại bình thường. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cất giọng nói, sao lại thế này, lúc nãy xảy ra chuyện gì thế? Diệp Bắc Minh giải thích, tháp nhỏ này, vừa nãy tôi gặp được một người trong ký ức của ông. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh ngạc, cậu gọi tôi là cái gì cơ? Diệp Bắc Minh nói, tháp nhỏ. Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trở nên xúc động, ai bảo cậu gọi tôi như thế hả? Diệp Bắc Minh nói, người trong ký ức của ông, người đó tự nhận mình là chủ nhân đầu tiên của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục run run, cái gì? Cậu nhìn thấy chủ nhân của tôi hả? Diệp Bắc Minh gật đầu, kể sơ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy một lượt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng một lúc lâu. Tôi cứ tưởng rằng chủ nhân đã chết rồi, không ngờ ông ấy vẫn còn một chút ý thức trong ký ức của tôi ư. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh ngạc phát hiện, bên trong không gian. Bên trong hỗn độn kia có cắm một thanh bảo kiếm màu đen. Xem ra cậu thật sự đã gặp được chủ nhân của tôi, đúng là tôi thật sự đã không chọn sai người. Diệp Bắc Minh nhanh chóng nói, tháp nhỏ, sư phụ nói Nhược Giai và Tôn Thiến đang ở đại lục chân võ. Có thể tìm được vị trí của bọn họ không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười đầy hống hách, sau khi cắn nuốt căn nguyên của tháp trấn giới thì sức mạnh của tôi đã được khôi phục được một phần ngàn rồi. Tìm được họ, là chuyện rất đơn giản. Càn Khôn vô cực, vạn giảm truy tung. Gần như là ngay lập tức, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trở nên nặng nề, tìm được rồi. Diệp Bắc Minh kích động, ở đâu? Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, tự cậu xem đi. Ý thức cộng hưởng. Lúc này, trước mắt Diệp Bắc Minh là một vùng biển rộng. Chu Nhược Giai và Tôn Thiến dùng chân khí của mình bay lơ lửng trên mặt nước. Xung quanh là biển rộng mênh mông, không có một người nào, cũng không có lấy một hòn đảo nhỏ. Một lát sau, đoàn thuyền buôn đi ngang chợt phát hiện ra hai người. Sau khi tận mắt thấy hai người lên đó, anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Diệp Bắc Minh hỏi, họ đang ở đâu thế? Biển Thiên Đảo. Biển Thiên Đảo. Lần trước cậu đã gặp Nhan Như Ngọc, cô ta nói mình đến từ Tinh Cung, thì Tinh Cung đó chính là một thế lực của Biển Thiên Đảo, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. Trong vùng biển đó có rất nhiều đảo nhỏ, tông môn và vô số thế lực. Hình như còn có vài gia tộc thượng cổ. Diệp Bắc Minh khó hiểu, sao mà ông biết? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hừ khẽ một tiếng, sau khi hồi phục lại một hai phần ngàn sức mạnh, thì tôi có thể cảm nhận được rất nhiều thứ. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, phân tích, bây giờ có thể chắc chắn rằng mẹ tôi đang ở đại lục thượng cổ. Hơn nữa còn bị thế lực không rõ tên mang đi, tôi phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến đại lục thượng cổ, cứu mẹ mình. Cậu có biết cách để đến đại lục thượng cổ không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, với sức mạnh của tôi bây giờ thì chưa đủ, nhưng lại có một người biết. Người này cả cậu cũng quen. Tim Diệp Bắc Minh khẽ nảy lên, ý ông là Nhan Như Ngọc hả? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, không sai, cô ta từng mời cậu gia nhập Tinh Cung. Nghe lời cô ta nói, thì có vẻ cô ta biết đường đến đại lục thượng cổ. Nếu cậu có thể liên lạc với Nam Cung Uyển, thì có thể bảo cô ấy dẫn cậu đi. Trong đầu Diệp Bắc Minh xuất hiện hình bóng Nam Cung Uyển. Trong lòng vẫn thấy không muốn lắm. Thôi thì đi tìm Nhan Như Ngọc hỏi thử vậy. Sau khi rời hỏi cấm địa, Diệp Bắc Minh lập tức triệu tập các trưởng lão. Trực tiếp hỏi, mọi người có biết cách đến Biển Thiên Đảo không? Biển Thiên Đảo. Tông chủ muốn đến Biển Thiên Đảo ư? Mọi người sửng sốt. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng vậy. Lãnh Nguyệt nghi ngờ hỏi, Minh Nhi, kiếp nạn mà Thanh Huyền Tông phải trải qua còn chưa kết thúc, còn lại tính đi ư? Tông chủ, Thanh Huyền Tông đang cần được củng cố. Người vẫn nên ở lại Thanh Huyền Tông đi. Các trưởng lão khác cũng khuyên nhủ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi có lý do bắt buộc phải đi. Thấy Diệp Bắc Minh vẫn kiên trì muốn đi, mọi người cũng không khuyên thêm nữa. Các gia tộc thượng cổ đều nghĩ rằng Thanh Huyền Tông đã bị diệt. Nhưng chí khí của Thanh Huyền Tông lại tăng vọt. Dù Diệp Bắc Minh không có ở đây, thì cũng không ai dám đền khiêu khích Thanh Huyền Tông. Tông chủ, chúng tôi có nghe về Biển Thiên Đảo, nhưng chưa từng đến đó bao giờ. Nghe nói Biển Thiên Đảo cực kỳ nguy hiểm, bên dưới là ma thú hoành hoành, còn nguy hiểm hơn lục địa gấp trăm lần. Tình hình cụ thể thế nào thì chúng tôi cũng không rõ lắm. Các trưởng lão đều lắc đầu. Di Nguyệt, Sát Tiền Bối, hai người có biết không? Diệp Bắc Minh hỏi. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Sát chủ nói, tôi chưa đến bao giờ. Khi Diệp Bắc Minh đang định từ bỏ, để tìm cách khác. Thì Bách Lý Phong Hoa đi tới, tông chủ, chúng tôi không biết nhưng có người này chắc chắn biết. Ai? Hai mắt Diệp Bắc Minh sáng ngời. Bách Lý Phong Hoa nhìn Diệp Bắc Minh, Minh chủ võ đạo, Tôn Kiếm Khung. Con người Diệp Bắc Minh trở nên nặng nề, Tôn Kiếm Khung. Bảo ông ấy tới gặp tôi. Nửa tiếng sau, Tôn Kiếm Khung đầu đầy mồ hôi chạy tới, sau khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh thì cung kính nói, Tôn Kiếm Khung ra mắt Diệp Tông Chủ, không biết Diệp Tông Chủ tìm tôi có chuyện gì. Diệp Bắc Minh cười thoải mái nói, Tôn Minh Chủ không cần phải khách sáo, gọi thẳng tên tôi là được rồi. Má, gọi tên cậu nghĩ tôi dám không? Tôn Kiếm Khung thầm khinh bỉ một câu. Bây giờ ngoài kia có ai không biết, cậu còn diệt được cả gia tộc thượng cổ. Thì còn ai dám gọi thẳng tên cậu? Tôn Kiếm Khung vội vàng lắc đầu, Diệp Tông Chủ, tôi không dám gọi thẳng tên cậu đâu. Hay để tôi gọi cậu bằng cậu Diệp, hoặc anh Diệp đi. Diệp Bắc Minh gật đầu, thoải mái. Tôn Kiếm Khung mừng rỡ, được, cậu Diệp. Nói xong lại đi tới thêm hai bước tới hai bước, cúi đầu cụp mắt. Nếu người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ chết vì khiếp sợ. Rõ ràng là người đứng đầu cả võ đạo. Thế mà lại như người hầu kẻ hạ của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cũng hết sức cạn lời, Tôn Minh Chủ làm cái gì thế? Tôn Kiếm Khung đầy trang nghiêm nói, tôi chờ nghe lời căn dặn của cậu. Khóe môi Diệp Bắc Minh run run, tôi chỉ muốn hỏi thăm ông về chuyện của Biển Thiên Đảo thôi. Biển Thiên Đảo. Tôn Kiếm Khung sửng sốt, sau đó phản ứng lại, cậu Diệp, cái này thì cậu hỏi đúng người rồi. Người khác có thể không biết về Biển Thiên Đảo. Nhưng Tôn Kiếm Khung tôi lại biết rất rõ. Diệp Bắc Minh nói thẳng, được rồi, không cần phải giải thích. Ông chỉ cần nói cho tôi biết, ông có thể dẫn tôi đến Biển Thiên Đảo hay không? Tôn Kiếm Khung thoáng suy tư một chút, quyết đoán gật đầu, được. Cậu Diệp, cậu định khi nào thì xuất phát?
Diệp Bắc Minh nói, càng sớm càng tốt. Đi. Tôn Kiếm Khung gật đầu, tôi phải chuẩn bị một chút, sáng mai tôi đến đón cậu. Cùng lúc đó, đại lục thượng cổ. 99 ngọn thần sơn sừng sững hướng thẳng lên trời cao. Mấy ông lão bị thương xuất hiện, đưa Diệp Thanh Lam đến trước một cung điện tối đen. Quỳ xuống. Ầm ầm. Cả đại điện bỗng trở nên chấn động, một con huyết long xuất hiện trên trời cao nhìn xuống phía dưới. Hơi thở đáng sợ bỗng nhiên ập đến, ông lão nhỏ con cùng với đám lão già chột mắt kia không nhịn được quỳ xuống lại, tham kiến đại nhân, đây chính là dư nghiệt của nhà họ Diệp. 24 năm trước, cô ta chính là người đã tiến vào Ma Uyên để quấn lấy Tề Thiên Ma Tôn, mang thai giọt máu của ma tộc. Giọng nói uy nghiêm của huyết long vang lên, Diệp Thanh Lam, chúng ta lại gặp nhau rồi. 24 năm trước để cô chạy mất, hôm nay cô vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa. Ánh mắt Diệp Thanh Lam lạnh như băng, bắt được tôi thì sao? Người nhà họ Diệp sẽ không bao giờ chịu cúi đầu. Muốn giết cứ giết, không cần nói những lời vô nghĩa. Bà ngước cổ lên, chuẩn bị chết. Giết, thế thì đơn giản quá rồi. Huyết Long nở nụ cười, còn nhà họ Diệp ấy hả? Ha ha ha, năm đó khi nhà họ Diệp sở hữu 9 ngọn thần sơn này đã nở mày nở mặt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, nhà họ Diệp lại đắc tội với người ở Cao Võ, còn hại cả đại lục chân võ cùng chịu xui xẻo theo. Sắc mặt Diệp Thanh Lam hết sức bình tĩnh, đằng sau chuyện đó có ẩn khúc khác, chắc chắn không phải là tổ tiên nhà họ Diệp gây họa. Huyết Long lắc đầu, có phải hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, con trai cô tên Diệp Bắc Minh đúng chứ? Huyết Long ngưng tụ lại một vầng sáng, hóa thành một hình người. Đó chính là dáng vẻ Diệp Bắc Minh. Con người Diệp Thanh Lam co rụt lại, ông. Giọng nói của Huyết Long lạnh như băng, khiến con người ta không rét vẫn run, yên tâm. Sau khi đại lục chân võ vỡ nát, thì cả hoa tộc đều bị diệt và dẫn đầu chính là nhà họ Diệp. Cả núi Côn Luân cũng sụp đổ, trở thành một đống hoang tàn. Đỉnh Côn Luân mấy trăm ngàn năm qua cũng không thấy xuất hiện một cảnh giới thần vương nào. Nhưng con trai cô cũng không tệ, lại có thể trưởng thành đến tận hôm nay. Bổn tọa vẫn luôn chú ý đến nó, cả chuyện tháp trấn giới lần này cũng liên quan tới nó. Tốc độ trưởng thành của nó thật sự khiến con người ta phải kinh ngạc. Thở dài một tiếng, xem ra huyết mạch Tề Thiên Ma Tôn mà cô mang thật sự rất tinh khiết. Chờ đến khi bắt được Diệp Bắc Minh, ta sẽ luyện hóa thành ma huyết, ngưng thành chân thân. Một đại lục chân võ không thể vây khốn được bản tôn. Thế giới cấp cao hơn mới là nơi bổn tọa thuộc về. Diệp Thanh Lam cắn răng, ông không được đụng tới Minh Nhi. Huyết Long cười trêu tức, bổn tọa đã muốn đụng tới, thì không kẻ nào ở đại lục chân võ có thể ngăn cản được. Trừ khi Tề Thiên Ma Tôn có thể thoát ra khỏi Ma Uyên, nhưng mà cô nghĩ nó có thể xảy ra không? Sau khi luyện hóa hết máu tươi của Diệp Bắc Minh rồi, ta sẽ cho mẹ con cô đoàn tụ. Ném cô ta vào ngục giam trấn hồn đi. Sau khi Diệp Thanh Lam bị mang đi, hư ảnh của Huyết Long nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một huyết ảnh loài người mơ hồ. Giọng nói uy nghiêm vang lên, thứ nhất, các ngươi phải tìm ra Long Châu cho bổn tọa. Thứ đó, là quan trọng nhất để bổn tọa trở thành chân long. Thứ hai, phải tìm ra được cả Diệp Bắc Minh. Kẻ đó mang trên người rất nhiều bí mật, có lẽ truyền thừa của nhà họ Diệp Thượng Cổ và Thiên Ma Tộc đều nằm trên người nó. Ma huyết trong người nó, chính là thứ quan trọng nhất để mở ra thần sơn. Long Châu và Thiên Ma Tộc cùng xuất hiện, chắc chắn chính là sự may mắn của nhà họ Dư. Thứ ba, con ả đang mang thai kia cũng phải mang về đây cho bổn tọa. Một ông lão khó hiểu, lão tổ, cơ thể của người là nhân tộc, cần gì phải biến thành long tộc chứ? Theo tôi ấy, thiên phú của nhà họ Dư chúng ta không tệ, có một chiến thần thượng cổ, không cần thiết phải. Lời còn chưa nói xong. Phập, một sức mạnh khủng bố nghiền nát trực tiếp ập tới. Ông lão đang nói bỗng hóa thành một đám mây máu. Lão tổ, nhóm lão già nhỏ con kia sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Âm thanh lạnh như băng vang lên, bổn tọa nói một lần cuối cùng. Sau này phải gọi ta là đại nhân. Hai chữ lão tổ này. Bổn tọa không muốn nghe thấy lần nào nữa. Mấy người kia run lẩy bẩy, rõ, thưa đại nhân. Buổi tối, Diệp Bắc Minh tiến vào không gian bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Anh đứng đó nhìn chằm chằm vào kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đâu đó 3 tiếng đồng hồ. Anh đã thử vô số lần.
nhưng vẫn không thể nhúc nhích được kiếm càn khôn chấn ngục dù chỉ là một chút. Kiên cố, không thể lay động. Chứ đừng nói đến việc cầm nó trong tay. Tháp nhỏ, rốt cuộc thanh kiếm này có lai lịch thế nào vậy? Trông cũng không khác kiếm Đoạn Long là mấy, mà sao tôi hoàn toàn không thể lay động được nó? Tháp càn khôn chấn ngục cười nói, bởi vì cậu vẫn chưa được nó chấp nhận hoàn toàn. Gia tăng sức mạnh đi, chờ cậu đủ sức mạnh rồi thì tất nhiên có thể dễ dàng cầm lấy nó. Diệp Bắc Minh gật đầu, cũng đến lúc phải gia tăng thực lực lên rồi, ở cảnh giới hợp nhất này khá lâu rồi. Tháp càn khôn chấn ngục lại nói, nhắc nhở một câu, lĩnh vực thời gian đã có sự thay đổi. Thay đổi gì? Tim Diệp Bắc Minh khẽ nảy lên. Tháp càn khôn chấn ngục cười khẽ, bởi vì cậu được sự tán thành từ chủ nhân đầu tiên của tháp, nên lĩnh vực thời gian đã được mở khóa hoàn toàn. Trở thành lĩnh vực tuyệt đối. Lĩnh vực tuyệt đối, là gì thế? Cậu ở trong lĩnh vực thời gian một ngày, thì bên ngoài sẽ trôi qua 10 ngày, tốc độ thời gian trôi qua là gấp 10. Cậu ở trong lĩnh vực tuyệt đối một ngày, một năm, 10 năm, thì bên ngoài cũng chỉ trôi qua có một giây. Giọng nói uy nghiêm của Huyết Long vang lên. Diệp Thanh Lam, chúng ta lại gặp nhau rồi. 24 năm trước để cô chạy mất, hôm nay cô vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa. Ánh mắt Diệp Thanh Lam lạnh như băng, bắt được tôi thì sao? Người nhà họ Diệp sẽ không bao giờ chịu cúi đầu. Muốn giết cứ giết, không cần nói những lời vô nghĩa. Bà ngước cổ lên, chuẩn bị chết. Giết, thế thì đơn giản quá rồi. Huyết Long nở nụ cười, còn nhà họ Diệp ấy hả? Ha ha ha, năm đó khi nhà họ Diệp sở hữu 9 ngọn thần sơn này đã nở mày nở mặt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, nhà họ Diệp lại đắc tội với người ở cao võ, còn hại cả đại lục chân võ cùng chịu xui xẻo theo. Sắc mặt Diệp Thanh Lam hết sức bình tĩnh, đằng sau chuyện đó có ẩn khúc khác, chắc chắn không phải là tổ tiên nhà họ Diệp gây họa. Huyết Long lắc đầu, có phải hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, con trai cô tên Diệp Bắc Minh đúng chứ? Huyết Long ngưng tụ lại một vầng sáng, hóa thành một hình người. Đó chính là dáng vẻ Diệp Bắc Minh. Con người Diệp Thanh Lam co rụt lại, ông. Giọng nói của Huyết Long lạnh như băng, khiến con người ta không rét vẫn run, yên tâm. Sau khi đại lục chân võ vỡ nát, thì cả hoa tộc đều bị diệt và dẫn đầu chính là nhà họ Diệp. Cả núi Côn Luân cũng sụp đổ, trở thành một đống hoang tàn. Đỉnh Côn Luân mấy trăm ngàn năm qua cũng không thấy xuất hiện một cảnh giới thần vương nào. Nhưng con trai cô cũng không tệ, lại có thể trưởng thành đến tận hôm nay. Bổn tọa vẫn luôn chú ý đến nó, cả chuyện tháp trấn giới lần này cũng liên quan tới nó. Tốc độ trưởng thành của nó thật sự khiến con người ta phải kinh ngạc. Thở dài một tiếng. Xem ra huyết mạch Tề Thiên Ma Tôn mà cô mang thật sự rất tinh khiết. Chờ đến khi bắt được Diệp Bắc Minh, ta sẽ luyện hóa thành ma huyết, ngưng thành chân thân. Một đại lục chân võ không thể vây khốn được bản tôn. Thế giới cấp cao hơn mới là nơi bổn tọa thuộc về. Diệp Thanh Lam cắn răng, ông không được đụng tới Minh Nhi. Huyết Long cười trêu tức, bổn tọa đã muốn đụng tới, thì không kẻ nào ở đại lục chân võ có thể ngăn cản được. Trừ khi Tề Thiên Ma Tôn có thể thoát ra khỏi Ma Uyên, nhưng mà cô nghĩ nó có thể xảy ra không? Sau khi luyện hóa hết máu tươi của Diệp Bắc Thần rồi, ta sẽ cho mẹ con cô đoàn tụ. Ném cô ta vào ngục giam trấn hồn đi. Sau khi Diệp Thanh Lam bị mang đi, hư ảnh của Huyết Long nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một huyết ảnh loài người mơ hồ. Giọng nói uy nghiêm vang lên, thứ nhất, các ngươi phải tìm ra Long Châu cho bổn tọa. Thứ đó, là quan trọng nhất để bổn tọa trở thành chân long. Thứ hai, phải tìm ra được cả Diệp Bắc Minh. Kẻ đó mang trên người rất nhiều bí mật, có lẽ truyền thừa của nhà họ Diệp Thượng Cổ và Thiên Ma Tộc đều nằm trên người nó. Ma huyết trong người nó. Chính là thứ quan trọng nhất để mở ra thần sơn. Long Châu và Thiên Ma Tộc cùng xuất hiện, chắc chắn chính là sự may mắn của nhà họ Dư. Thứ ba, còn ả đang mang thai kia cũng phải mang về đây cho bổn tọa. Một ông lão khó hiểu, lão tổ, cơ thể của người là nhân tộc, cần gì phải biến thành long tộc chứ? Theo tôi ấy, thiên phú của nhà họ Dư chúng ta không tệ, có một chiến thần thượng cổ, không cần thiết phải. Lời còn chưa nói xong. Phập. Một sức mạnh khủng bố nghiền nát trực tiếp ập tới. Ông lão đang nói bỗng hóa thành một đám mây máu. Lão tổ. Nhóm lão già nhỏ con kia sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.
âm thanh lạnh như băng vang lên, bổn tọa nói một lần cuối cùng. Sau này phải gọi ta là đại nhân. Hai chữ lão tổ này, bổn tọa không muốn nghe thấy lần nào nữa. Mấy người kia run lẩy bẩy, rõ, thưa đại nhân. Buổi tối, Diệp Bắc Minh tiến vào không gian bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Anh đứng đó nhìn chằm chằm vào kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đâu đó 3 tiếng đồng hồ. Anh đã thử vô số lần, nhưng vẫn không thể nhúc nhích được kiếm Càn Khôn Chấn Ngục dù chỉ là một chút. Kiên cố, không thể lay động. Chứ đừng nói đến việc cầm nó trong tay. Tháp nhỏ, rốt cuộc thanh kiếm này có lai lịch thế nào vậy? Trông cũng không khác kiếm Đoạn Long là mấy, mà sao tôi hoàn toàn không thể lay động được nó? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười nói, bởi vì cậu vẫn chưa được nó chấp nhận hoàn toàn. Gia tăng sức mạnh đi, chờ cậu đủ sức mạnh rồi thì tất nhiên có thể dễ dàng cầm lấy nó. Diệp Bắc Minh gật đầu, cũng đến lúc phải gia tăng thực lực lên rồi, ở cảnh giới hợp nhất này khá lâu rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại nói, nhắc nhở một câu, lĩnh vực thời gian đã có sự thay đổi. Thay đổi gì? Tim Diệp Bắc Minh khẽ nảy lên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười khẽ, bởi vì cậu được sự tán thành từ chủ nhân đầu tiên của tháp, nên lĩnh vực thời gian đã được mở khóa hoàn toàn. Trở thành lĩnh vực tuyệt đối. Lĩnh vực tuyệt đối, là gì thế? Cậu ở trong lĩnh vực thời gian một ngày, thì bên ngoài sẽ trôi qua 10 ngày, tốc độ thời gian trôi qua là gấp 10. Cậu ở trong lĩnh vực tuyệt đối một ngày, một năm, 10 năm, thì bên ngoài cũng chỉ trôi qua có một giây. Diệp Bắc Minh ngây người, ghê gớm đến vậy sao? Nếu thật là vậy thì chẳng phải tôi ở trong lĩnh vực tuyệt đối chiến đấu, luyện đan dược hoàn toàn không tốn một chút thời gian nào ư? Vô nghĩa! Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thản nhiên lên tiếng, hừ, đó chính là điểm tốt của việc bản tháp hồi phục được một phần ngàn sức mạnh đó. Diệp Bắc Minh không hề chần chừ. Trực tiếp tiến vào tầng thứ 10 của lĩnh vực tuyệt đối. Bốn phía là một mảnh hỗn độn, một màn sương mờ ảo. Diệp Bắc Minh lấy ra một lượng dược liệu lớn, bắt đầu điên cuồng luyện đan. Một lần, 10 lần, 1000 lần, vạn lần. Đan dược như núi nhỏ từng chồng chất bên cạnh Diệp Bắc Minh. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Một tiếng vang thật lớn phát ra, tinh thần đỉnh không chịu nổi gánh nặng nên đã trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô số mảnh kim loại nhỏ. Gì, nổ á? Diệp Bắc Minh mặt xám mày cho. Anh nằm mơ cũng không ngờ được rằng mình có thể luyện đến mức đan đỉnh nổ tung như thế. Giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục run run, nhóc con, cậu con mẹ nó liều mạng quá rồi đó. Tinh thần đỉnh là đan đỉnh mang phẩm chất thần khí, cậu lại có thể luyện nó đến mức hỏng luôn như thế. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ, tôi cũng không ngờ, thần khí lại không thể chịu nổi sức ép như vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hết sức cạn lời, này nhóc, cậu có biết mình đã luyện chế đan dược bao nhiêu lần rồi không? Cậu luyện gần 100.000 lần rồi đấy, dù có là thần khí thì cũng có số lần sử dụng nhé. Được rồi. Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng. Nhìn đống đan dược chồng chất như núi, từng đó chắc là đủ để Thanh Huyền Tông sử dụng rồi. Giây sau đó, anh không hề dừng lại, tiếp tục lấy nguyên liệu ra. Bắt đầu chế tạo lôi bạo châu. Diệp Bắc Minh còn thử một cách mới, dùng lửa phần thiên bỏ vào trong lôi bạo châu. Sau vài lần thử nghiệm thì cuối cùng cũng thành công. Lôi bạo châu có chứa một phần lửa phần thiên. Hình nộm, xuất hiện đi. Một tiếng quát khẽ. Hình nộm xuất hiện giữa hư không. Diệp Bắc Minh ném về phía hình nộm. Hình nộm có sức mạnh tương đương với Diệp Bắc Minh, nguồn năng lượng hủy diệt nổ tung. Hình nộm nhanh chóng biến mất, bị lửa phần thiên thiêu rụi. Con người Diệp Bắc Minh co rụt lại, sức phá hủy này có thể khiến một cảnh giới linh vị bị thương ấy luôn chứ. Mở mắt, Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, nói với màn đen u tối, người đâu? Vài giây sau, một bóng đen từ trong góc tường đi vào trong phòng. Tham kiến chủ nhân, Diệp Bắc Minh ném ra cái nhẫn chứa đồ, mang số đan dược bên trong giao cho Lăng Phong. Tiểu đội sát thần, chắc là cũng phát triển ổn định phần nào rồi nhỉ? Rõ, bóng đen nhận lấy cái nhẫn chữ vật, nhanh chóng biến mất. Biển Thiên Đảo, Tinh Đảo. Ở một bên cảng, thuyền đến thuyền đi, vô cùng náo nhiệt. Chu Nhược Giai và Tôn Thiến bước xuống bong tàu, chú Trần, Huân Nhi, cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người, có lẽ chúng tôi thật sự phải bỏ mạng trên biển.
Một người đàn ông trung niên vừa chỉ huy thủy thủ dỡ hàng, vừa cười nói, tiện tay thôi mà, tôi cũng không thể để cho hai cô gái nhỏ phải chìm mình dưới biển sâu được. Trần Huân Nhi đi tới, chị Nhược Giai, chị Tôn Thiến, hai chị phải đi thật ư. Tuy chỉ mới quen biết một hai ngày, nhưng Trần Huân Nhi đã rất thích hai chị gái, muốn chơi cùng với bọn họ, thật sự rất vui vẻ. Có thể nghe được rất nhiều chuyện hay ở thế giới ngoài kia. Chu Nhược Giai gật đầu, Tôn Thiến sắp sinh rồi, chúng tôi phải trở về thì mới an toàn. Trần Đại Dũng nói, nếu hai cô muốn trở về đất liền thì phải dùng tới cửa truyền tống. Có điều thứ đó đắt đỏ lắm, giá cả không thấp. Tránh ra hết cho tôi. Bỗng nhiên, tiếng xôn xao bỗng vang lên ở bến tàu. Chỉ thấy một đám người hùng hổ chạy tới. Là người cụ Cự Kình Bang. Không muốn sống nữa rồi hả, mau tránh ra, đừng có cản đường. Mọi người xung quanh biến sắc, tất cả đều né ra nhường đường. Đám người Cự Kình Bang có tốc độ rất nhanh, đi thẳng tới thuyền buôn của Trần Đại Dũng. Bố ơi! Trần Huân Nhi căng thẳng, nắm lấy cánh tay Trần Đại Dũng. Trần Đại Dũng bảo vệ con gái mình sau lưng, đừng sợ. Các thủy thủ khác thấy thế cũng buông hàng hóa trong tay xuống để đi tới sau lưng Trần Đại Dũng. Một thanh niên tầm 30 tuổi nói với vẻ đầy ẩn ý, Trần Đại Dũng, chuyến này đi thuyền làm ăn lời kha khá nhi. Số tiền mà con trai ông thiếu chúng tôi, có phải nên trả rồi không? Hai mắt Trần Huân Nhi đỏ bừng, anh trai tôi đã bị Cự Kình Bang các người hại chết. Sao các người vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi thế? Tiền thiếu các người chúng tôi đã trả cả gấp 10 rồi, các người còn muốn cái gì nữa? Ha 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 ha! Nghe thế, thanh niên kia lại càng hưng phấn, nghe xem này, mọi người có nghe thấy không? Sau đó, ánh mắt gã chợt tối xuống, Trần Huân Nhi, ý cô là Cự Kình Bang chúng tôi lừa tiền các người hả? Trần Đại Dũng tái mặt, Ngũ Thiếu, Huân Nhi không có ý đó. Cậu rộng lòng, nhận lấy thứ này giúp tôi. Ông ấy nhanh chóng đi tới, lấy ra một tinh hạch ma thú bậc 8 đưa cho gã. Mặt Ngũ Phi đầy vẻ chán ghét, ông là cái thá gì vậy? Lấy cái tay dơ bẩn của ông ra ngay. Một tát đánh Trần Đại Dũng văng ra xa. Nhấc chân lên giẫm nát tay Trần Đại Dũng. Răng rắc, một tiếng giòn tan vang lên, tay Trần Đại Dũng trực tiếp gãy lìa. A, à, đau nhức khiến gương mặt Trần Đại Dũng trở nên méo mó, nhưng trước mặt con gái vẫn cố nhịn xuống, không kêu lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.